Tu wa ti mo tu ya ni ha pu ta ni sa ma ga ta ni ku ma ni wa ya ni wa an ta li ke na tha ga tang de qua ma lu sa pu chi tan sang khan na ma sa ma tu wa ti ho tu chung thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tâm nơi đây mong khởi lòng hoan hỷ thành kính nghe lời này rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng bước lành đến chư tiên những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể. Do vậy chính Đức Phật là châu bao phù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc pháp phân tử tôi thượng ly dục diệt phiền não Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền vì sanh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Do vậy chính chân pháp là châu bao phù diệu mong với chân ngôn này tu thành con đường thanh lọc tâm là tu tập thiền định chứng hiện tại lạc trú đinh phần hành ngợi khen không gì sao sắp được. Do vậy chính danh pháp là châu báu phù diệu mong với chân ngôn này tu thành quân hạnh an tam vì bốn đôi là những bậc ứng cung đệ tử đấng thiền thể được tri giả tan thanh cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung bằng tu tiểu dục với ý chí kiên trì khéo chân chánh phụng hành lời dạy đinh điều ngữ chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bất tử lạc tru quả tình tịnh. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc vi như cột trụ đá khéo chôn chặt xuống đất dầu bốn hướng cuộn phong cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đế cũng tự tại bất động trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung bần thánh tu đà hoàn chứng tri ly thanh đế được đức Gotama khéo triết giảng tường tận. Các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tam. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sử thân kiến và hoại nghi luôn cả giới căm thù thoát khỏi môn đọa xứ bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện trọng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bần thánh tu đà hoàn dù vô tâm phạm lỗi bằng thân lời hay ý cũng không thể che giấu được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng
châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, đến phần bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, bằng vô pháp vô thượng, kiến đạt pháp vô thượng, tiền thuyết pháp vô thượng. Do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, nhân quá khứ đã đoạn, bằng tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau, bởi tâm muôn đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt, bằng tri chân niết bàn. Do vậy chính tâm chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, chung thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tầm nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, chung thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tầm nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, chung thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chân chúng bậc Như Đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Ca sa tha cha hôn ma tha di qua na ga ma di ti ca bồn nhân lô a du mô đan tu chi răng ra căn tu sa sa năng ra căn tu nô ga ru ra căn tu nha ta vô ra căn tu ba ni nô ra căn tu nô sa đa nguyện công đức tu trì hồi hướng đến chư thiên bằng thiên thần hộ pháp, nhiều oai đức thần lực ngự khắp cả trần hoàng, hư không giới thiên giới xin các ngài tùy hỷ. Công đức đã thể hiện rồi hộ trì phật pháp, mãi soi sáng nhân thiên quân đồ hưởng thái bình, muôn người sống lạc nghiệp, mẹ cha và thầy tổ quyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu, hiểu bình giúp khổ sầu, ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu, nhân tâm cầu giác ngộ. Đăng hoa ca mê phun nhang a sa va ca gia hoa an hô tu a ha ga tê ca lê. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, cảm ơn sư Phong Lan. Nam mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật pháp của Bụt Thầy Thăm Má trên Phao Thọ. Mỗi ngày 2 giờ vào mùa hè Việt Nam, từ 8 đến 10 giờ PM tối. Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng. Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con từ Mẫn thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay: giáo trình trong bộ kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích.
Tỳ kheo Giác Đẳng, bài 10 kinh niệm xứ Satipatthana Ná Sutta, phân đoạn 060 đến 061, tứ thánh đế và kết luận sẽ do thượng tọa Tề Huyền giảng giải. Để mở đầu chương trình, xin tất cả tăng nhân tam nghiệp đảnh lễ. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo và Nam Mô Bức Tha Gia. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp vô Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì dạy hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Giá, con từ mẫn xin thay mặt đại chúng thần tri ân thượng tọa Minh Hạnh để đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ, sau đây còn thành kính cung kính ngài thượng tọa Giác Đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay cho chúng con, tại vì con không thấy ngài thượng tọa tế siêu trong room. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, con kính lễ. Nam mô Bụt Tha Giá, kính lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đoạn cuối của Pháp Quán Nghiệp Xứ quán về tứ đế, và cũng là đoạn sau cùng của kinh Tứ Niệm Xứ. Tứ diệu đế là một đề tài rất là phổ thông trong Phật pháp, và chúng ta thường suy niệm đề tài này qua kinh điển và qua sự suy tư bản thân. Nhưng mà thưa quý vị, tứ diệu đế ở đây là một đề tài cho sự quán nghiệp của pháp hành. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ quan sát tứ đế ngay trên thân tâm của mình. Nếu vị nào mà thường đọc sách của ngài Chân Cha đó, thì các vị sẽ thấy rằng ngài thường nhấn mạnh đến cái pháp quán niệm tứ đế ngay trong đời sống tu tập hiện tại, chứ không phải đơn thuần qua kinh điển. Do vậy chúng ta đặc biệt lấy một trích đoạn ở trong kinh Đại Tứ Niệm Xứ của Trường Bộ, thay vì chỉ đọc một đoạn ngắn của Trung Bộ. Thì trong Trường Bộ có một mô tả rất là rõ rệt về tứ đế được quán chiếu và lãnh hội như thế nào qua hiện tượng của thân tâm mình. Một bài học rất là lợi lạc. Mời quý Phật tử đọc cho phần chánh pháp, và sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng tọa Tề Huyền vì giảng sư của chương trình hôm nay giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, con từ mẫn xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân ngài thượng tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, sau đây con xin đọc bài học 061 giờ đến 060 giờ đến 061.
Lại nữa này các tỳ kheo, vị ấy sống quán pháp trên các pháp đối với bốn thánh đệ. Này các tỳ kheo, thế nào tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bốn thánh đệ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như thật tuệ tri đây là khổ, như thật tuệ tri đây là khổ tập, như thật tuệ tri đây là khổ diệt, như thật tuệ tri đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bốn thánh đệ. Kinh Đại Niệm Xứ thuộc trường bộ ghi lại ý nghĩa hàm súc của bốn sự thật được hành giả quán sát. 17. Lại nữa này các tỳ kheo, vị ấy sống quán pháp trên các pháp đối với bốn sự thật. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bốn sự thật? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như thật biết rõ đây là khổ, như thật biết rõ đây là khổ tập, như thật biết rõ đây là khổ diệt, như thật biết rõ đây là con đường đưa đến khổ diệt. 18. Và này các tỳ kheo, thế nào khổ thánh đế? Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, u não là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Này các tỳ kheo, thế nào là sanh? Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự xuất sản, xuất sanh, xuất thành, tái sanh của họ, sự xuất hiện các uẩn, sự hoạt đắc các căn, này các tỳ kheo, như vậy gọi là sanh. Này các tỳ kheo, thế nào là già? Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới hạn, sự niên lão, sự hủy hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ rút ngắn, các căn hủy hoại, này các tỳ kheo, như vậy là già. Này các tỳ kheo, thế nào là chết? Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự tà thế, sự từ trần, thân ngoại, sự diệt vong, sự chết, sự tử vong, thời đã đến, các uẩn đã tận diệt, sự vất bỏ tử thi, này các tỳ kheo, như vậy gọi là chết. Này các tỳ kheo, thế nào gọi là sầu? Này các tỳ kheo, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự sầu lo, sự sầu muộn, nỗi sầu, mọi khổ sầu của người ấy, này các tỳ kheo, như vậy gọi là sầu. Này các tỳ kheo, thế nào là bi? Này các tỳ kheo, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự bi ai, sự bi thảm, sự than van, sự than khóc, sự bi thán, sự bi thống của người ấy, này các tỳ kheo, như vậy gọi là bi. Này các tỳ kheo, thế nào là khổ? Này các tỳ kheo, sự đau khổ về thân, sự không sảng khoái về thân, sự đau khổ do thân cảm thọ, sự không sảng khoái do thân cảm thọ, này các tỳ kheo, như vậy gọi là khổ. Này các tỳ kheo, thế nào là ưu? Này các tỳ kheo, sự đau khổ về tâm, sự không sảng khoái về tâm, sự đau khổ do tâm cảm thọ, sự không sảng khoái do tâm cảm thọ, này các tỳ kheo, như vậy gọi là ưu. Này các tỳ kheo, thế nào là não? Này các tỳ kheo, với những ai gặp tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự áo não, sự bi não, sự thất vọng, sự tuyệt vọng của người ấy, này các tỳ kheo, như vậy gọi là não. Này các tỳ kheo, thế nào là cầu bất đắc khổ? Này các tỳ kheo, chúng sanh bị chi phối bởi sự mong cầu, mong rằng ta khỏi bị sanh chi phối, mong rằng ta khỏi phải đi thác sanh. Lời cầu mong ấy không được thành tựu, như vậy gọi là cầu bất đắc khổ. Này các tỳ kheo, chúng sanh bị già chi phối, chúng sanh bị bệnh chi phối, chúng sanh bị chết chi phối, chúng sanh bị sầu ưu, sầu bi khổ ưu não chi phối bởi sự mong cầu, mong rằng ta khỏi bị sầu.
bi khổ u não chi phối. Mong rằng ta khỏi đương chịu sầu bi khổ u não. Lời mong cầu ấy không được thành tựu, như vậy là cầu bất đắc khổ. Này các tỳ kheo, như thế nào là tóm lại năm thủ uẩn là khổ? Như sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các tỳ kheo, như vậy tóm lại năm thủ uẩn là khổ. 19. Này các tỳ kheo, thế nào là khổ? Tập thánh đế. Sự tham ái đưa đến tái sanh câu hữu với hỷ là tham và tham. Tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia như dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Này các tỳ kheo, sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đâu? Khi an trú thì an trú ở đâu? Ở đời, sắc vì thân ái, sắc vì khả ái. Ở đời, con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đâu? Ở đấy. Khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời, cái tai, ở đời, mũi, ở đời, lưỡi, ở đời, thân, ở đời, ý là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời các sắc, ở đời các tiếng, ở đời các hương, ở đời các vị, ở đời các cảm xúc, ở đời các pháp là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời nhãn thức, ở đời nhị thức, ở đời tỷ thức, ở đời thiệt thức, ở đời thân thức, ở đời ý thức, là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đây. Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ, ở đời nhị xúc sở sanh thọ, ở đời tỷ xúc sở sanh thọ, ở đời thiệt xúc sở sanh thọ, ở đời thân xúc sở sanh thọ, ở đời ý xúc sở sanh thọ, ở đời sắc thân ái là khắp sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời sắc tưởng, ở đời thanh tưởng, ở đời hương tưởng, ở đời vị tưởng, ở đời xúc tưởng, ở đời pháp tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời sắc tư, ở đời thanh tư, ở đời hương tư, ở đời vị tư, ở đời xúc tư, ở đời pháp tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời sắc ái, ở đời thanh ái, ở đời hương ái, ở đời vị ái, ở đời xúc ái, ở đời pháp ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời sắc tầm, ở đời thanh tầm, ở đời hương tầm, ở đời vị tầm, ở đời xúc tầm, ở đời pháp tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời sắc tứ, ở đời thanh tứ, ở đời hương tứ, ở đời vị tứ, ở đời xúc tứ, ở đời pháp tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là khổ tập thánh đế. 20. Này các tỳ kheo, và thế nào là khổ diệt thánh đế? Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự xả ly, sự khí xả, sự giải thoát, sự ô nhiễm tham ái ấy. Này các tỳ kheo, sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đâu? Khi diệt trừ thì diệt trừ ở đâu? Ở đời các sắc, vì thân các sắc, vì ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời sắc vì thân ái, sắc vì khả ái. Ở đời con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời lỗ tai, ở đời mũi, ở đời lưỡi, ở đời thân, ở đời ý là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời các sắc,
ở đời các tiếng, ở đời các mùi hương, ở đời các vị, ở đời các xúc, ở đời các pháp là sắc thân ái, là sắc khả ái. Ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời nhãn thức, ở đời nhĩ thức, ở đời tỷ thức, ở đời thiệt thức, ở đời ý thức. Ý thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đây. Ở đời nhãn xúc, ở đời nhĩ xúc, ở đời tỷ xúc, ở đời thiệt xúc, ở đời thân xúc, ở đời ý xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ, ở đời nhĩ xúc sở sanh thọ, ở đời tỷ xúc sở sanh thọ, ở đời thiệt xúc sở, ở đời thân xúc sở sanh thọ, ở đời ý xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời sắc tưởng, ở đời thanh tưởng, ở đời hương tưởng, ở đời vị tưởng, ở đời xúc tưởng, ở đời pháp tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời sắc tư, ở đời thanh tư, ở đời hương tư, ở đời vị tư, ở đời xúc tư, ở đời pháp tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời sắc ái, ở đời thanh ái, ở đời hương ái, ở đời vị ái, ở đời xúc ái. Ở đời pháp ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời sắc tầm, ở đời thanh tầm, ở đời hương tầm, ở đời vị tầm, ở đời xúc tầm, ở đời pháp tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời sắc tứ, ở đời thanh tứ, ở đời hương tứ, ở đời vị tứ, ở đời xúc tứ, là đời pháp tứ, là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là khổ diệt thánh đế. 21. Này các tỳ kheo, thế nào là khổ diệt đạo thánh đế? Đó là bát chi thánh đạo, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỳ kheo, thế nào là chánh tri kiến? Này các tỳ kheo, tri kiến về khổ, tri kiến về khổ tập, tri kiến về khổ diệt, tri kiến về khổ diệt đạo. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là chánh tri kiến. Này các tỳ kheo, thế nào là chánh tư duy? Tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là chánh tư duy. Này các tỳ kheo, thế nào là chánh ngữ? Tự chế không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế không ác khẩu, tự chế không nói lời phù phiếm. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là chánh ngữ. Này các tỳ kheo, thế nào là chánh nghiệp? Tự chế không sát sanh, tự chế không trộm cướp, tự chế không tà dâm. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là chánh nghiệp. Này các tỳ kheo, thế nào là chánh mạng? Này các tỳ kheo, ở đây vị thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh sống bằng chánh mạng. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là chánh mạng. Này các tỳ kheo, và thế nào là chánh tinh tấn? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo đối với các ác bất thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi, vị này nỗ lực tinh tấn, quyết tâm trì trí đối với các ác bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn trừ diệt, vị này nỗ lực tinh tấn, quyết tâm trì trí đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn khiến cho sanh khởi, vị này nỗ lực tinh tấn, quyết tâm trì trí đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn khiến cho an trú, không cho băng hoại, khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên mãn. Vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì trí. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là chánh tinh tấn. Này các tỳ kheo, thế nào là chánh niệm? Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, trên các cảm thọ, trên các tâm, quán pháp trên các pháp,
tinh cần tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là chánh niệm. Này các tỳ kheo, thế nào là chánh định? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Tỳ kheo ấy diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú thiền hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không cảnh. Không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm, tỳ kheo ấy ly hỷ, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc cứu, chứng và trú thiền thứ ba, tỳ kheo ấy xả lạc, xả khổ, diệt hữu, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là chánh định. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là khổ diệt đạo thánh đế. Tứ đế có nghĩa là bốn sự thật vi diệu thâm sâu, là đề tài lớn nhất trong Phật pháp. Nhận thức được bốn sự thật ngay trong cuộc sống thực tế đòi hỏi hành giả cả ba điều. À, kiến thức căn bản về khổ, nguyên nhân sanh khổ, sự diệt khổ, con đường dẫn đến diệt khổ đúng theo lời Phật dạy, được ghi trong ba tạng kinh điển. B, ráp nối những mảng rời rạc của thực tại thành một bức tranh toàn diện của thực tại với bố cục mạch lạc. C, kết hợp thành công giữa giáo pháp và sự ứng dụng cụ thể, nói cách khác là lý thuyết và sự thực hành. Nên cẩn thận, diệt đế thường được giảng dạy chính là niết bàn. Như vậy một người chưa chứng được niết bàn làm thế nào quán sát tứ đế? Đây là đặc điểm nổi bật của giáo lý tứ đế trong pháp hành tứ niệm xứ. Diệt đế ở đây là sự chấm dứt khổ trong ý nghĩa gần nhất có thể nhận diện bởi một phàm nhân, cũng như đề tài về tứ đại thập nhị duyên khởi được dạy trong nhiều phạm trù khác nhau. Giáo lý tứ đế đối với hành giả tu tứ niệm xứ là những gì thuộc thực tại nằm trong tầm nhìn của chánh niệm, đa số về mục đề mục trong pháp quán niệm xứ, thích hợp với người tương đối có căn bản về trình độ lý luận về tri kiến Phật pháp và đã có căn bản chánh niệm. Nên nhớ những ý nghĩa của tứ diệu đế đối với hành giả không là đề suy luận mà là những bài học cụ thể từ thực tại. 061 kết luận kinh văn. Này các tỳ kheo, vị nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy là trong 7 năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoại. Này các tỳ kheo, không cần gì đến 7 năm, một vị nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy trong 6 năm, trong 5 năm, trong 4 năm, trong 3 năm, trong 2 năm, trong 1 năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoại. Này các tỳ kheo, không cần gì đến 1 năm, một vị nào tu tập bốn niệm này trong 7 tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoại. Này các tỳ kheo, không cần gì 7 tháng, một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 6 tháng, trong 5 tháng, trong 4 tháng, trong 3 tháng, trong 2 tháng, trong 1 tháng, trong nửa tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoại. Này các tỳ kheo, không cần gì nửa tháng, một vị nào tu tập bốn niệm xứ trong 7 ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoại. Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ.
Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Ngữ và nghĩa: những con số như 7 năm, 7 tháng, 7 ngày và khoảng thời gian tối đa 7 năm và tối thiểu là một hành giả thực hành pháp tứ niệm xứ liên tục có thể chứng đắc. Phật giáo Kim Cang Thừa Mật Tông có khẳng định nếu tu Kim Cang Thừa chắc chắn có thể đắc đạo trong kiếp này chứ không cần một hay nhiều đời. Đây là trường hợp duy nhất trong Tam Tạng Bali. Ghi lại lời Đức Thế Tôn khẳng định một người tu tập tứ niệm xứ liên tục đúng cách chắc chắn sẽ giác ngộ giải thoát trong kiếp hiện tại. Bản sớ giải cũng nêu lên một số điều kiện cần thiết cho sự tu tập để dẫn đến kết quả chứng, như phải là người tam nhân, có khả năng hội đủ năng lực. Một điều cần lưu ý và quan niệm, người tu Phật phải chờ vô lượng kiếp sau mới giác ngộ giải thoát là không có trong kinh điển. Một người đi học mà tự khẳng định là tuy học nhưng sẽ không bao giờ xong là ý tưởng hoàn toàn không nên có. Nên cẩn thận, ở đây chỉ có hai quả vị vô sanh ứng cúng tứ quả và bất lai tam quả được đề cập, vì tu tập tứ niệm xứ thuộc về định học và tuệ học trong tam học. Bậc tam quả A-la-hàm được xem là vị viên mãn định học và tứ quả A-la-hán là bậc viên mãn học tuệ học. Nam mô Bố Tha Giác. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu dẫu phân đoạn. Chú thích thì kheo giác đẳng. Dạ con, Nam Mô Tha Giác, Trường Ẩn con đã đọc xong bài học. Con thành kính tri ân quý ngài, quý sư và quý đạo tràng. Con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Quyền Từ Bi Quang Hỷ dẫn nhập, Từ Bi Quang Hỷ giảng giải bài học hôm nay cho chúng con. Nam Mô Bố Tha Giác. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khá Như. Thưa đại chúng nghe rõ. Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh, đến Đức Phật Tích, đến Đức Tự Tri, sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và xin được bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwa De Miswa Kato Phakkawata Thammo Thammang Namma Sambuddhipanno Phakkawato Savakasangho Sangkhang Namami. Đại chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, nguyện nhờ quy lực tam bảo hàng giáo hộ trợ đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử cũng được an lạc trong chánh pháp. Và cái bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài cuối cùng của bài kinh tứ niệm xứ. Ở đây liên quan cái thể tài, tức là chúng ta biết là nói về liên quan đến tứ đế và cũng như xuyên qua cái phần có thể là tổng quát hết tất cả những cái giá trị mà chúng ta được học, chúng ta được nghe. Thì kính thưa quý vị, có thể nói rằng nếu như mà chúng ta chuyên chú một chút xíu thì thật ra thì những cái pháp mà Đức Phật ngài đã giảng dạy mà để cho tất cả chúng ta hành trì, thì dù là một chúng sinh có cố gắng, có sự tu tập một cách xuyên suốt thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành tựu cái quả vị an lạc, cái quả vị chứng đắc. Ở đây nói về cái pháp quán niệm xứ, tự nhiên chúng ta được nghe về thập nhị duyên khởi, về rồi chúng ta về tứ đế, về 12 xứ, hay là về tâm tướng vân vân, về ngũ quấn. Thì hôm nay nói đến trọng tâm của tứ đế, thì nói tứ đế tức là chân lý của khổ tập diệt đạo, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Và xưa và nay chúng ta nghe rất nhiều lần ở trong các lời thuyết giảng và cũng như trong các kinh. Nhưng hôm nay đặc biệt là chúng ta được nghe kinh văn mà xuyên qua đó, tức là pháp quán niệm xứ đó
Đức Phật đã trình bày tất cả những pháp liên hệ để tất cả chúng ta hiểu biết, để chúng ta có sự tu tập đúng đắn. Với các pháp khởi lên, vị ấy hiểu biết được cái tánh sanh khởi của các pháp đó, hay tánh diệt của các pháp đó, và tánh sống, cái quán tánh sanh diệt trong các pháp đó. Các vị an trú chánh niệm, có nói rằng là khi chúng ta biết mọi thứ, mọi điều, và đặc biệt ở đây nói đến cái gì? Trong cái giá trị của tử thánh đế mà sống quá trên các pháp đối với bốn đế, thì dầu cho vị ấy sống cái nội pháp hay là ngoại pháp, hay là sống quán các pháp nội pháp ngoại pháp, chỉ là cái tính sanh khởi và tính hoại diệt của pháp đó khởi lên. Sự trình bày giá trị của khổ thánh đế, bốn sự thật, thì chúng ta đây nói đến cái bát khổ, và nói đến cái ngũ thủ quẩn mà chấp khổ: sanh già đau chết sầu bi khổ u não, cầu không được cũng là khổ. Và ở đó chính là chấp năm thủ quẩn là khổ. Chúng ta được nghe đọc một đoạn dài, cũng đã được trích dẫn từng giá trị của sanh, giá trị của già, giá trị của chết, giá trị của sầu, giá trị của bi. Của giá trị của bi, vân vân. Thì ở đây tu rồi cầu bất đắc khổ, rồi chúng ta biết, nói chung tất cả chúng sinh bị già chết, chúng sinh bị bệnh già chết, coi như là già chết, bệnh hoạn, khổ đau, tất cả các cảm thọ nó không vừa lòng, nó không có như ý, không có sảng khoái. Thì từng cái định văn định nghĩa như vậy để cho chúng ta thấy cái sự khổ não, cái sự đau khổ của một kiếp nhân sinh. Mà vị ấy quán để làm gì? Để thấy được chúng sinh ở cội ngũ uẩn sinh ra phải chịu sự bệnh, sự già, sự chết, sự sầu, sự bi, sự khổ, sự u não. Thế là một chúng sinh còn hiện hữu trên cuộc đời này thì phải chịu những cái khắc khoải đau thương này, và không ai có thể vượt qua được. Tất cả chúng ta bị sự bệnh, bị sự già, bị sự chết, bị sự sầu, bi, khổ, u não, cầu không được, vân vân, muốn không được. Nhưng tất cả chúng ta thấy nó là khổ, nhưng quả thật chúng ta không có dùng cái pháp quán về chính nó. Một người tu tập tứ niệm xứ, người ta nghĩ tới đó để người ta kinh hãi, để người ta không có chấp thủ, để người ta không còn xem đây là cuộc sống này, hơi thở này, mạng sống này, tất cả những gì mà họ đang có, nó là của chính họ. Họ rất sợ. Và từ cái chỗ họ nhàm chán trên cái sự sanh tử, trên cái sự đau khổ của thân ngũ uẩn này, của danh và sắc uẩn này, hay là của ngũ uẩn này, mà từ chỗ đó họ mới buông bỏ. Chính vì trong cái khổ đau sinh tử đó mà vị ấy mới nhàm chán. Khi vị ấy thấy được cái già, cái bệnh, cái chết, cái sầu bi, khổ u não, vân vân, chúng ta thì không thấy, cho nên chúng ta chưa có thể giác ngộ được. Cái thấy của mình là chỉ cảm thụ của bệnh, của già, của chết. Khi chúng ta bệnh, khi chúng ta già, tóc bạc, coi như răng long, tóc bạc, chân mỏi, gối trùng, mắt mờ, tai điếc, thì chúng ta biết là chúng ta già. Nhưng chúng ta không có suy nghĩ rằng tại sao chúng ta già. Cũng như khi chúng ta bệnh, chúng ta nghĩ rằng mình bệnh do cảm mạo thời tiết, hay là do trúng độc, hay là do một cái nguyên nhân gì đó nó khởi sanh tới, chứ chúng ta không biết đó là chính là sự lụi tàn của các sắc pháp và danh pháp. Nó sanh khởi lên, thời nó phải hoại diệt.
Chứ hoàn toàn chúng ta không có tư duy, không có suy nghĩ như vậy. Cho nên những chúng sinh mới tầm cầu, mới hỷ tham chỗ này, muốn sanh ở cõi dục, ở cõi sắc, ở cõi vô sắc, vân vân, muốn hiện hữu tiếp tục. Bởi vì tại sao chúng ta sợ chết? Chỉ có một ý nghĩa thôi, đó chúng ta tham sống. Chúng ta sợ mất cái sự sống này, mà muốn cầu, ước muốn sống, thì đó chính là tập khởi của sự sống hay tập khởi của đau khổ sẽ tiếp diễn. Khi mạng sống chấm dứt, hơi thở vừa chấm dứt, mà chúng ta gọi là hồn lìa khỏi xác, hay là sắc quẩn này, danh quẩn này, nó không còn tương ưng với nhau nữa, không còn hỗ tương với nhau nữa, thì ngay khi đó chúng ta, chúng sinh một sát na tử, liền kề một sát na sanh hiện khởi để dẫn đi tái sanh ở cõi cõi vui hay cõi khổ. Nói là như thế thôi, và cứ tiếp diễn đau khổ nữa. Bởi vì chúng ta chưa có sợ, chưa có sợ cái sanh, chưa có sợ cái già, chưa sợ cái bệnh, chưa có sợ cái chết, chưa có sợ cái sầu bi khổ u não, cái cầu không được nó là khổ, vân vân. Chúng ta chưa có sợ hãi. Dẫu chúng ta biết sợ hãi, nhưng cái biết của chúng ta nó chỉ mới là một giá trị, nó mới là một giá trị hiểu biết thôi, chứ chưa có phải là như thật, như thị thực chứng được. Hay là chúng ta có một sự nhàm chán, có một sự từ bỏ, chúng ta chưa. Vì cái chỗ mà chúng ta chưa có sự nhàm chán, chưa có sự từ bỏ, cho nên chúng ta mới bị sinh tử đau khổ. Mà ở đây cái Pháp Hoa Niệm Xứ đòi hỏi chúng ta dùng cái tuệ, hay dùng cái Sampajanya, dùng cái tỉnh giác đó để thấy được, để hiểu được và để biết được, chỉ là sự sanh khởi, chỉ là sự hoại diệt, khởi sanh của sắc, khởi sanh của thọ, khởi sanh của tưởng, khởi sanh của hành, khởi sanh của thức, hay là sanh già đau chết sầu bi khổ não, vân vân, tất cả chỉ là một tập hợp của các duyên sinh và các duyên diệt của nó. Khi duyên này nó khởi lên thì nó sẽ chờ một lúc nào đó rồi sẽ kết thúc. Mạng sống của chúng ta có thể là 10 tuổi, 20 tuổi, hoặc là trong bụng mẹ, ngoài bụng mẹ, rồi 1 cho tới 100, 100 tuổi. Đều có đầy đủ chúng sinh, sống có một ngày, sống có một giờ, vân vân. Hay là nhiều ngày, nhiều giờ, nhưng chúng ta rồi cũng có một lúc sẽ kết thúc, chứ không có sống hùng, sống mạnh, sống trường sanh bất lão bao giờ, không có. Thì cái giá trị mà vị ấy phá quán, vị ấy hiểu biết được một cái giá trị tuần hoàn, một giá trị sanh diệt của danh và sắc này, cho nên vị ấy không chấp hữu. Ở đó tức là không chấp chấp dục ái, hữu ái và phi hữu ái, hay là vô hữu ái, tức là không chấp về cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Chúng sinh ở cõi có chính vì có sự tham ái khởi sanh lên, cho nên ở a, chúng ta nhớ là kinh văn an trú ở đâu thì an trú ở đó, khởi sanh ở đâu thì an trú ở đâu. Và cái danh sắc hay là cái thân ái hay sắc ái, cái gì mà nó khái thì khai lạc chúng ta vừa lòng, còn không khái thì khai lạc mà nó diệt mất đi thì chúng ta đau khổ. Cho nên vì vậy cái sự đòi hỏi rất là lớn, chúng sinh phải biết rằng vì cái gì nó dẫn dắt chúng ta đau khổ, chính vì sự tham ái đưa đến tái sinh, nó câu hữu với hỷ và tham, tầm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là tầm cầu cái gì, tầm cầu cái dục ái, hữu ái và vô hữu ái, tức là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Trong tam giới này chúng sinh vòng quanh xe vân vân, xuyên qua cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức của sắc thân ngũ uẩn này, hay là
của nhãn của nhãn thức, của nhĩ thức, của tỷ thức, của thiệt thức, của thân thức, của ý thức, hay là sắc sắc thinh hương khí vị xúc pháp. Cứ như thế chúng ta cứ chạy theo nó, có mắt này mới thấy cảnh sắc, có tai này mới nghe tiếng, vừa lòng khá khi cái lạc, có lưỡi này mới nếm vị vừa lòng ngon ngọt, và có tỷ thức này mới ngửi được mùi thơm mà chúng ta cảm thấy thích thú, rồi có thân này xúc cái thọ lạc, thân này nó cảm xúc được, nó khả ái khả hỷ khả lạc với thân, và như thế thì chúng sinh cảm thấy vừa lòng. Và cứ như thế chúng ta luôn luôn đi tầm cầu, đi tìm nó, chứ chúng ta không bao giờ biết rằng đây chính là những nguyên nhân dẫn tới cái khổ, như nguyên dẫn tới cái tham ái mà chúng sinh trầm luân sanh tử đau khổ. Chính vì chúng ta không có đủ cái khả năng, chính vì chúng ta không có đủ cái sự từ bỏ, cho nên chúng ta bị khổ, khổ đế nó bao trùm. Và khi nào mà ở đời chúng ta thấy được, biết được cái sự sanh, sự diệt, và chúng ta trừ diệt nó được, và chúng ta xả ly nó được, cũng như là ở đời xúc sắc thinh khí vị xúc pháp nó khởi sanh lên ở nơi nào, chúng ta diệt trừ nơi đó. Theo kinh văn chỉ dạy như vậy, nó khởi sanh lên nơi nào thì chúng ta diệt trừ nơi đó. Đó chính là nỗi giá trị của khổ diệt. Và cũng như thế, cái sự khổ diệt đó nó đòi hỏi phải có một con đường dẫn. Và một con đường dẫn đó chính là cái gì? Đó chính là thánh đạo tám ngành hay là bát chánh đạo, con đường chánh giác. Chính con đường này mới đưa chúng sinh vượt thoát cái bờ mê về bệnh giác. Hay là chính cái bát chánh đạo này, nó làm nhân, nó làm duyên để khởi sanh lên các đạo lộ giải thoát, cái con đường giải thoát. Chúng ta thấy giữa tứ niệm xứ và bát chánh đạo có một sự liên quan, hay là trong pháp quán niệm xứ chúng ta thấy với thân chấp chi nó cũng có sự liên quan, rồi với tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, nó đều có một sự tương tác với nhau hết. Cho nên không là lạ có một lúc chúng ta lại thấy trình bày về giới học, định học, tuệ học, trình bày về ngũ căn ngũ lực, nghe trình bày về thất chất chi, tứ như ý túc, tứ chánh cần, ở đó nó đều là những pháp hỗ trợ, chúng ta gọi là trợ đạo bồ đề. Những pháp này nó có một sự hỗ tương, nó có sự tương quan với nhau hết. Khi tu tập ở trên tứ niệm xứ thì như chúng ta nghe những cái bài giảng quán trên danh và sắc, dựa trên thân, thọ, tâm và pháp quán. Nhưng ở đó thân, ở trên cái sắc và thọ tưởng, và sắc, thân, thọ, tâm và pháp này nó đều có một sự hỗ tương nhau. Thì cũng như thế, cái sự hỗ tương đó nó đã hàm chứa và hàm tận đầy đủ các pháp trợ đạo bồ đề. Cho nên ở hôm nay, ở trong pháp quán này, có nói đến tứ đế, và xuyên qua đó chính là cái đạo diệt thánh đế, hay khổ diệt đạo thánh đế, mới trình bày để chúng ta thấy cái sự tu chứng của một người phải đi qua tám con đường này. Đó chính là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm. Phải đầy đủ cái yếu lý yếu tố này thì vị ấy mới thành tựu được khổ diệt thánh đế, hay là khổ diệt đạo đế, khổ diệt đạo thánh đế. Đó là định nghĩa cho chúng ta một cách căn bản, đúng đắn và chính xác. Không có một chúng sinh nào mà có thể vượt thoát được, vượt qua được một cái pháp nào mà có thể vượt qua ra ngoài. Bởi vì chúng ta thấy bốn niệm xứ là bốn con đường dẫn dắt. Bởi vì tuy là bốn cái này mà nó hàm tận và nó chứa đầy đủ
30. Nếu 37 thì 33 pháp còn lại nó cũng chứa đầy đủ. Cho nên ở đó một người tu, thì như hồi nãy chúng tôi đã nói rồi, thí dụ bây giờ để mà vị ấy quán, dùng cái chánh niệm và đặc biệt dùng cái tỉnh giác của mình, dùng cái trí tuệ của mình, dùng hay là dùng cái trạch pháp để mà quán các cái pháp, có trí tuệ họ mới nhìn, họ cái họ mà họ mới có thể phân biệt, phân kỳ được mọi thứ mọi chuyện trong cuộc đời này. Như là chẳng hạn như là cái sanh, cái già, cái bệnh, cái sầu bi khổ não, cái cầu không được, vân vân, thì phải có cái gì, chính vì ấy phải có trí tuệ, phải có tỉnh giác một cách rõ ràng, được hỗ trợ do cái niệm, và từ cái niệm nền tảng đó vị ấy khởi sanh cái chúng ta gọi là cái tuệ giác, đó chính là cái chánh niệm tỉnh giác hay là cái tỉnh thức đó, để nhìn thấy, để quán các pháp, về quán về đế, quán về khổ, quán về khổ diệt, quán về khổ diệt và sự chấm dứt, và quán về con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đó. Vì vậy sự tu tập đòi hỏi người đó phải có một cái tỉnh thức, hay là có một sự chánh niệm, hay có một cái trí tuệ mà nó xuyên suốt. Khi các pháp nó sanh lên, là vốn các pháp khởi sanh lên. Như chúng ta biết, khi nào mà sắc sanh thì khi đó phải có cái gì? Phải có trụ, có diệt. Có sinh trụ diệt, sinh trụ diệt. Hoặc là chúng ta biết là có cái sự biến chuyển, có sự biến đổi của danh và sắc này. Cái thể tài sinh diệt cũng là một tiến trình của tâm. Rồi nói về một sự khởi sanh lên là một tiến trình của sắc, và cũng là một sự hoại diệt của tiến trình sắc, một sự hoại diệt của tiến trình tâm diệt, mà chúng ta gọi là cái lậu tâm. Nó phải đi qua và nó khởi sanh lên một cách liên tục, chấm dứt cái dòng tâm sanh này, khởi sanh một dòng tâm khác. Cũng như là sắc pháp này nó kết thúc, nó khởi sanh lên một cái sắc pháp khác. Nếu như chúng ta già thì đó chính là bị hoại diệt. Rồi chúng ta bị cái sinh, cái trụ, cái diệt, rồi nó khởi sanh lên mà nó tiến hành một cách liên tục. Thì kính thưa quý vị, tứ niệm xứ, hay là ở trong đây gọi là pháp quán niệm xứ, để chúng ta nhìn thấy, để chúng ta hiểu biết được các pháp nó vốn là có tánh sanh, các pháp vốn có tánh diệt của chính nó. Hiểu biết được cái pháp quán niệm xứ này siêu qua tứ đế, mà chính Đức Phật này nói, vị thánh đệ tử phải thấy rõ ràng cái sự khởi sanh của chính nó và cái sự chấm dứt, cái sự đoạn diệt của danh và sắc. Thì tứ đế như đã khẳng định trong cái lời dẫn chúng ta thấy là, hay trong cái bài học hôm nay, tức là bốn cái thể tài. Mà nhận thức được bốn sự thật này thì hành giả phải hiểu rằng nguyên nhân của sanh, nguyên nhân căn bản về khổ, hay là nguyên nhân sanh khổ, sự diệt khổ, con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ, nó là chính là lời dạy ở trong Tam Tạng Kinh Điển. Và nếu như lời dạy ở trong Tam Tạng Kinh Điển thì đó chính là, kính thưa quý vị, đã được chính Đức Phật Ngài tiên thuyết. Và bài kinh Tứ Diệu Đế này, hay Tứ Thánh Đế này, nó hàm tận chiết bát tất cả giáo lý nghĩa đế trong suốt 45 năm của Phật. Bởi vì ở trong đây nó chứa đựng hai cái ý nghĩa rất là lớn, đó trình bày sự khổ và trình bày sự chấm dứt khổ. Mà nếu như chúng ta hiểu biết được như vậy thì xem như thì cái giáo lý Tứ Đế này, chúng ta thường chúng ta nghĩ rằng chắc coi như là hiểu như vậy thôi. Quả thật không có đơn giản mà chúng ta hiểu được đâu. Chúng ta chỉ nghe, chỉ hiểu ở một cách, tức là hiểu về sự thôi, chứ chưa hiểu về lý, hay là chưa, rồi chúng ta về
về về tánh nó cũng chưa, ta cũng chưa biết, cho nên cái tướng, sự trình bày đó, cái sự sự nói lên đó, chúng ta nghe và chúng ta thấy là biết thấy như vậy, và hiểu cái hiểu đó là hiểu một cách do thấy đó, do nghe đó, rồi chúng ta hiểu. Chúng ta chưa có thực nghiệm được, chưa có tự mà dùng thoát quán niệm xứ để thấy được cái sự sanh sự diệt của các pháp, của danh pháp và của sắc pháp, mà nó sanh khởi và nó đoạn diệt. Có thể nói rằng sự tu tập về thánh đế hay là bốn niệm xứ này là một thể tài rất là quan trọng. Chỉ có bốn niệm xứ này mới dẫn dắt tới con đường giải thoát, con đường giác ngộ. Ngoài con đường này không còn con đường khác. Đó là giá trị sự thật. Mà quý vị biết ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật này có dạy một điều này mà rất đặc biệt này, các thị tỳ kheo. Như Lai là bậc A-la-hán, bậc chứng ngộ hoàn toàn. Như Lai đã khiến cho con đường trước kia chưa sinh khởi, nay sinh khởi. Con đường trước kia chưa có được đưa ra làm hiển lộ, chỗ nữ kia chưa từng hiển lộ, là vì nhận biết con đường, hiểu rõ con đường, là vì thiện xảo trong con đường. Và giờ đây này các tỳ kheo, hàng đệ tử là người đi theo con đường của Như Lai này, các tỳ kheo, đó là sự đặc biệt, đó là sự đặc thù của Như Lai bậc A La Hán, vì giác ngộ hoàn toàn, vì tỳ kheo giải thoát. Thì ở đây chúng ta thấy chúng ta hiểu, chúng ta biết, nhưng lúc đó chúng sinh không thể hiểu, không thể biết được cái con đường sanh khởi và con đường chấm dứt, cái đạo lộ chấm dứt của khổ đau sinh tử không có. Mà Đức Phật ngài ra đời khai thị cái chỗ này, chúng ta gọi là khai thị cái gì, để chúng sinh thấy được, để chúng sinh tu tập được, để chúng sinh hiểu biết được cái khổ đế đã được biến tri. Tập đế lúc đó chúng sinh mới được đoạn trừ, diệt đế mới được thành tựu, và đạo đế mới được tu tập khi có sự xuất hiện của Phật. Nếu như không có Đức Phật xuất hiện thì không có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn xuất hiện trên cuộc đời này. Bởi vì sao vậy? Bởi vì không ai dẫn dắt khai thị cái giá trị tử đế, không ai chỉ cho chúng ta biết được cái sự sanh sự diệt của danh và sắc trong cuộc đời này, hay là không ai có thể thấy cho chúng ta biết được cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã của các pháp hành, mà chỉ có Đức Phật. Đức Phật xuất hiện trong cuộc đời, ngài mới hiển lộ, ngài mới chỉ ra, ngài mới đưa ra những điều cao cả, những điều đặc biệt mà chúng ta gọi là chân lý, và bốn chân lý. Thì bốn cái sự khổ này, từng Đức Phật toàn giác, từng thời kỳ giác ngộ cũng là giác ngộ trên cái lý này, trình bày trên cái lý này để cho tất cả chúng sinh giác ngộ, hiểu biết mà tu tập. Cho nên ở đó Đức Phật ngài xác định rõ những ai mà hiểu biết, mà có cái sự tu, có bỏ ra công năng tu tập với thân thọ tâm và pháp quán niệm xứ này trong một tuần, trong 7 ngày, trong 7 tháng, trong 7 năm, chắc chắn phải thành tựu đạo quả giải thoát. Còn tất cả cái giáo điều khác không được trình bày mà đưa đến giải thoát như thể tài của bốn niệm xứ này. Chỉ có bốn con đường này mới đưa chúng sinh đến thanh tịnh, đưa chúng sinh thoát khỏi sầu khổ, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó chính là khẳng định, đó chính là bốn niệm xứ. Tất cả chúng ta tu tập đừng có tự ngôn tự đại mà nói rằng Đức Phật dạy 84.000 pháp môn, cho nên có một pháp môn nào đó lựa mình cảm thấy thích hợp mình tu, là có 84.000 cái con đường đưa đến sự chấm dứt sinh tử khổ đau. Nói như vậy là không ổn. Bởi vì trong các pháp môn, có pháp môn thiện, có pháp môn bất thiện, có pháp môn vô ký mà Đức Phật ngài trình bày. Vậy thì chúng ta nói như vậy thì pháp môn
bất thiện cũng là một pháp môn tu sao? Pháp môn vô ký cũng là một pháp môn chúng ta tu sao? Mà chúng ta chỉ tu các pháp môn thiện, để chúng ta từ đó mà chúng ta thành tựu, từ chỗ đó mà chúng ta đạt được cái kết quả an lạc giải thoát. Cho nên vì vậy, tất cả chúng ta hiểu biết rằng cái chỗ này chúng tôi đọc cái kinh văn hôm nay, quý vị lưu ý một chỗ này mà chính từ Tội Giác Đẳng đã khẳng định lại cái chỗ này, chúng tôi thấy đặc biệt mà chúng ta cũng nên hiểu, chúng ta chắc chắn rằng không phải nói rằng là chúng ta phải tu vô lượng kiếp thì chúng ta mới thành Phật, hay là có một sự khẳng định như thế nào cả. Mà kính thưa quý vị, khi chúng ta tu làm sao nó đủ cái tiêu chuẩn, đủ cái kết quả thì ngay khi đó chúng ta chứng đạo chứng quả. Chứ còn không thể nói là kiếp nào chúng ta khẳng định rằng chúng ta tu, mà nếu như một cái vô vọng thì ai mà tu. Mà không cho chúng ta một cái giới hạn, ở đây Đức Phật Ngài không có hữu, Ngài xác định cái sự hữu hạn, và Ngài không nói rằng nếu như đây là con đường khổ, đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, ai đi con đường chấm dứt khổ trong một lúc nào đó, nếu như các ngươi cố gắng trong 7 ngày, trong 7 tháng, trong 7 năm sẽ chứng đắc. Còn ngoài đó thì cái sự cố gắng được bao nhiêu thì kết quả được hay không là còn tùy theo khả năng, tùy theo cái pháp độ mà mình thực hành để làm cái điều đặc biệt. Chứ quả thật thì Đức Phật không hề bao giờ nói, không hề xác định là các ngươi sẽ vô lượng kiếp sẽ không bao giờ thành tựu được, không có. Hay hoặc là giới hạn, hoặc là đưa ra một tiêu chí cho chúng ta hứa hẹn cái tương lai như thế này thế nọ, hoàn toàn không có. Mà Đức Phật Ngài kêu bảo phải thực hành cái giáo lý, và ngay khi đó các ngươi cố gắng một cách hết sức mình, và trong 7 ngày, trong 7 tháng, trong 7 năm này thành tựu. Cái sự thành tựu đó nó đòi hỏi là chúng ta phải có một sự dũng mãnh, cái động lực tâm mà nó đi một cách xuyên suốt trong vòng 7 ngày của chánh niệm tỉnh giác, và chúng ta đầy đủ pháp độ thì chúng ta mới chấm dứt. Thì nếu như chúng ta không đủ pháp độ thì đầy đủ cái duyên phước á, thì dòng tâm của chúng ta không thể kéo dài được. Hay là khi mà Đức Phật Ngài khai thị, hay khi Đức Phật Ngài trực tiếp Ngài khai mở cho chúng ta đó, thì Ngài biết tâm của chúng ta có đủ kháng khích một cách mạnh mẽ để sát trừ phiền não. Còn quả thật thì không có nói rằng đời này có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn hay không, không có nhất định, mà chỉ có một sự căn bản là đời này sẽ khó có thánh nhân xuất hiện, bởi vì cái lòng tham ái của tất cả chúng ta nó nhiều nhất, chứ chưa có thể nói rằng là có hay không có. Cái điều đó người ta chứng người ta mới biết, mình chưa chứng mình không thể biết được. Và khi người ta chứng người ta không có nói, mà ai chứng người đó nói á, thì quả thật người ta chưa có chứng gì đâu. Bởi vì cái sự chấm dứt phiền não, cái sự buông bỏ phiền não, không, lúc đó không còn cái lời khen tiếng chê, không còn một cái bị tất cả những cái gì mà trên cuộc đời này được tốt đẹp hay là được danh vọng, được khen, bị chê gì, đối với vị thánh người ta không còn màng nữa quý vị. Cái tâm của vị đó là cái tâm không có tham ái, không có xấu, tâm không tốt, tâm không xấu. Tâm của vị ấy là tâm tốt mà nó không gây cái quả thiện ác bao giờ. Cho nên vì vậy, tu tập một cách nào đó, chúng ta đừng nghĩ rằng tu như thế nào cũng là tu, rồi coi như đường nào cũng về La Mã, không thể nói như vậy. Có những con đường mà chỉ có độc nhất con đường, đó chính là con đường tứ niệm xứ. Con đường tứ niệm xứ này mới là con đường độc đạo,
Ekayano Maggo, chính cái sự xác định của Phật đã như vậy. Và thật sự chúng ta rất là may mắn khi cái lời xác định đó, cái lời chứng thực đó mà chúng ta đang đã đi trên con đường, thì điều này hết sức tuyệt vời, hết sức đặc biệt. Còn nếu như ai đi lệch, đi ngoài cái con đường đó, thì chắc chắn rằng không thể nào thấy được ánh sáng niết bàn, không chứng đắc được sơ nhị tam tứ đạo, hay là không chứng đắc được, ngay cả nếu mà đi trật con đường rồi, thì kính thưa quý vị, nó là kiếp không tìm về được chánh đạo. Nó có đường chánh đường tà, nó có con đường đưa đến giải thoát và con đường không đưa đến giải thoát, một con đường trầm luân sanh tử, một con đường chấm dứt sanh tử, nó đã hiển lộ rõ ràng xuyên qua những lời dạy của Phật. Chứ không phải là pháp nào cũng là pháp Phật dạy để tu, pháp nào cũng là pháp rồi tất cả chúng ta đi trên con đường chọn cái lý, chọn cái sự phù hợp của pháp đó là chúng ta được thành tựu. Không thể nói như vậy. Những pháp mà Đức Phật trình bày ra, đây là tứ niệm xứ, bốn pháp này trong thân, thọ, tâm và pháp quán, chúng ta có thể thích nghi, chúng ta có thể phù hợp với cái thể tài của thân, của thọ, của tâm, của pháp, của quán, thì chúng ta tu tập cái pháp môn đó, tu tập cái chuyên tu một cái con đường đó thì mới được. Còn nếu như mà chúng ta đó có cái nào cũng đồng nhau hết thì không có ở trong Phật pháp. Cho nên vì vậy chỉ có con đường tứ niệm xứ, chỉ con đường này mới đưa đến sự chấm dứt sanh tử, sầu bi khổ ưu não. Và tu tập cố gắng xuyên suốt đầy đủ pháp độ thì chắc chắn rằng trong 7 ngày đó, trong 7 tháng đó, trong 7 năm đó, chúng ta sẽ thành tựu chấm dứt sanh tử khổ đau. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay cái lý để tổng hợp, để chia sẻ cái lý của kinh văn tứ niệm xứ. Kính bạch quý ngài, chúng con xin có đôi điều trình bày như vậy để dừng lại cái sự thảo luận của quý ngài cho cái buổi học sau cùng của bài kinh tứ niệm xứ được tốt đẹp, được đầy đủ hơn. Và kính mong toàn thể quý vị quan hỷ. Kính dân lành đến trụ trì từ đại thiên vương, các vị chư tiên hộ trì chánh pháp, các vị chư tiên hộ trì ở tại Quảng Nghiêm, các vị chân linh kỹ linh, tất cả chúng sinh tại nơi đây, mong tất cả được an lạc, được tấn quang, và mong mỗi ngày được an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sa Tha Gia. Có được dạ, Sư Đạo Pháp Tân có nghe được không? Xin hỏi Sư Đạo Pháp Tân nha. Dạ. Sư Nguyên không nghe cũng còn ồn hả Sư? Nhưng mà quý vị nghe rõ. Dạ vâng. Thượng Tọa Pháp Tân, có một điểm mà nhiều người thắc mắc là khổ thì hầu như là chúng ta than rất là nhiều. Dạ. Người giàu, người nghèo, già, trẻ, nam, nữ gì cũng than về đau khổ rất là nhiều. Nhưng mà cái khổ mà Đức Phật Ngài dạy ở trong tứ đế đó, nó có giống như cái khổ mà chúng ta than thở hàng ngày không? Và nếu nó khác thì nó khác như thế nào? Xin cái định thư tọa Phật Tích.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Tọa Thượng Quyền, Tọa Minh Hạnh, Đức Phật Tịnh, Đức Tuệ Trì, Sư Nguyện Thông cùng Chư Tăng. Chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Ở đây thì như trong kinh Đức Phật dạy đó là cái khổ sanh, khổ bệnh, khổ chết, khổ cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, vân vân á. Thì cái khổ mà đối diện thì sự thật ra thì chúng ta thường là gặp những cái chuyện nó xảy ra ở trong cái đời sống của mình. Ví dụ bây giờ mình mong muốn được cái điều này điều kia nhưng mà nó không được thì lòng mình nó cảm thấy nó buồn, nó khổ, bởi vì do là mình nó không như ý muốn của mình được. Hoặc là chứng kiến một cái người thân của mình thấy khổ, một người thân của mình mất thì mình cũng thấy khổ, bởi vì mình thấy đó là cái sự mất mát, cái sự thiếu thốn của một cái người mà mình nghĩ rằng đó là người thương. Cho nên là nhiều khi đó là mình thấy khổ, rồi có khi đại đa số thì chúng ta than khổ nhiều. Than khổ là vì mình mong muốn cái này, mong muốn cái kia nhưng mà không được như ý của mình thì mình than khổ. Hoặc là khổ về về thể xác, là vì cái điều này điều kia, nạn tai, bệnh đau, rồi những chuyện bất trắc nó xảy ra ở trong đời sống. Được khổ về tinh thần và khổ về tâm lý, là do mình mong muốn cái này thì nó không như ý mình được, rồi mình nghĩ cái điều kia nó xảy ra như vậy. Thì nếu mà mình nghĩ đó là cái khổ trực diện chính mình, hoặc nghĩ là cái khổ đó bởi vì do người thân của mình, nghĩ đến người thân của mình cho nên là mình khổ, thì cái khổ mà mình chúng ta thấy được rồi chúng ta than gian ấy, thì chẳng qua là cái quả nó có rồi chúng ta than khổ thôi. Nha, than khổ. Thì thường thường đó là người ta cứ nghĩ rằng mình rõ ràng là một cái người mà người ta cứ nghĩ rằng là một người mà có đầy đủ tiền của là hạnh phúc, hoặc có người có được tình cảm được trọn vẹn là hạnh phúc, hoặc là người ta nghĩ rằng có những cái phương tiện như ý muốn của người ta, những cái nhu cầu cần thiết của người ta có được đó là hạnh phúc. Hoặc là có người thì cứ nghĩ rằng mình có được cái sắc đẹp là hạnh phúc. Nói chung là mình thiếu cái gì thì mình cho rằng mình có cái đó là hạnh phúc. Thì sự thật ra thì nếu mà mình nói trong cái nghĩa của pháp thế gian thì rõ ràng là chúng ta có được đầy đủ là chúng ta được hạnh phúc. Nhưng mà mình nói trong cái nghĩa của pháp mà xuất thế gian ấy, thì rõ ràng là có là chưa hẳn là cái có đó là cái là hạnh phúc đâu. Cái hạnh chưa phải là hạnh phúc. Cho nên là một khi một người bị mất mát này cái mất mát cái nọ đó, không như ý của mình được, cho nên là mình thường là than khổ. Than khổ vì bởi chưa có kể là trách trời, trách Phật, trách ông bà cha mẹ, trách người thân, trách ông A bà B gì đó. Nhưng mà rồi đó thì sự thật cái khổ đó là cái quả thôi. Cái quả mà chúng ta gặp được, chúng ta bị những cái điều đó nó xảy ra thôi. Nhưng mà rồi đó thì cái gì, nếu mà trong kinh Phật dạy cái gì mà nó sinh ra cái khổ đó, cái điều đó mới là quan trọng.
thì chúng ta chỉ thấy được những cái hệ quả của nó là khi mà những chuyện nó xảy ra rồi, nào là sanh già bệnh chết cậu muốn thương yêu xa lìa, tất cả nói chung là do mình có cái thân này nè, cho nên là hiểu theo một cái gì đó thì có cái thân này từ khi bắt đầu là chúng ta chào đời cho đến khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, thì mỗi người có một cái khổ khác nhau. Cái khổ khác nhau này á, là vì cái cảm nhận của mình thôi, tùy theo cái góc độ của mình. Là ví dụ như mình có sức khỏe nhưng mà mình lại bị nghèo, cho nên là mình thấy nghèo là khổ. Rồi có khi là mình có sắc đẹp nhưng mà mình thấy mình không có danh vọng là khổ. Nói chung là cái mà mình khao khát muốn có mà nó không có, cho nên là mình khổ. Thì Phật dạy cho chúng ta là bắt nguồn từ ở cái việc mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này, thì muôn ngàn cái khổ đó mà nó là do cái tham ái mà ra. Chúng ta thường là nói trong một cái gọi là cầu toàn. Cầu toàn có nghĩa là mình được toàn vẹn, được mặt kia tất cả các mặt đều toàn vẹn hết. Nhưng mà rõ ràng trong thực tế thì nó không phải là cái gì nó cũng được toàn vẹn hết. Cho nên đứng góc độ của một người mà có đầy đủ danh vọng thì chưa chắc là họ thấy hạnh phúc đâu. Rồi chưa 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 chắc là cái người mà có đầy đủ vật chất lại là họ thấy hạnh phúc đâu. Thì tùy vào mỗi cái gì đó mà chúng ta thấy rằng cái này chúng ta có nhưng mà cái kia chúng ta không có, thì chúng ta luôn luôn khao khát. Do chúng ta luôn luôn khao khát như vậy đó, cho nên là thường là trong một cái trạng thái hết sức là hụt hẫng, khao khát, thiếu thốn. Cho nên nó sinh ra những cái trạng thái khổ về tâm lý. Có những người thì thọ về vật chất. Ở trong kinh thì Đức Phật dạy cái khổ ở đây đó là từ ở cái nhận thức của chính mình. Nhận thức của chính mình. Những gì mà Phật dạy ở trong kinh có thể rằng từ ở cái việc mà chúng ta có cái tấm thân này. Khi có cái tấm thân này thì những cái hệ lụy đó thì nó đều là đưa đến cái sự bất toàn ở trong cái cuộc sống, cho nên nó hiện hiện ra sự khổ. Cho nên là mỗi cái việc mà khi có cái thân này đó thì có những cái sự sanh diệt biến đổi cả về tâm lý, cả biến đổi về thể chất của chúng ta. Do cái sự biến đổi đó, đó là một cái trạng thái, từ ở trạng thái này, từ trạng thái tốt đến trạng thái xấu, từ trạng thái có đến trạng thái không, mình cảm thấy mình buồn tủi, mình khổ, rồi nó sinh, nó có mặt, rồi nó biến mất đi, rồi nó nhường cho một cái khác sanh khởi lên. Thì cả các cái pháp hữu vi là như vậy. Thân và tâm của mình là một trong những cái pháp hữu vi. Cho nên cái gì mà nó có điều kiện, có nhân duyên, nó sanh khởi thì sẽ là có điều kiện, có nhân duyên đưa đến sự hoại diệt. Cho nên là đối với các cái chúng ta thì chỉ có là nhận diện qua cái khổ, là khổ ở trong cái trí văn của mình thôi, hoặc là một chút là mình có được một chút của trí tư để mà mình suy tư cảm nhận được cái kiếp nhân sinh của mình thông qua cái giáo lý lời dạy của Đức Phật, chứ chúng ta chưa có một cái trí tu, tức là cái chứng nghiệm sự thật về thân và tâm của mình. Thì rõ ràng là chúng ta chưa có điều đó. Nhưng mà cái cảm nhận mà chúng ta có, tức là cái trí tư của chúng ta, hoặc chúng ta học được cái, hiểu được cái lời dạy của Đức Phật qua trong kinh điển, mình hiểu được, cảm nhận được, thì mình cũng nhận ra một cái khổ đó. Nhưng mà cái khổ đó là cũng thường đó, là chúng ta thấy rằng là nhiều khi chúng ta gặp sự khổ, chúng mong rằng cái sự khổ này
qua mau đi, rồi để rồi chúng ta làm lại từ đầu, hay chúng ta ráng cố gắng giống như là mình quay đầu, mình thức tỉnh lại. Nhưng mà rồi đó thì cũng chưa chắc. Đến khi mà mình hết cái khổ gì rồi đó, hết một cái khổ, như mình nói là mình mong mình chưa, lúc mà mình bị cơn bệnh thì mình cầu nguyện sao mong cho hết cơn bệnh, hết cái cơn bệnh hoạn này. Thì khi mà hết cơn bệnh hoạn này đó thì mình không phải nghĩ như là lúc mà mình bệnh nữa, mình nghĩ nó như là cái chuyện gì đó. Rồi cuối cùng mình cũng quay quần ở trong cái dòng lẫn quẩn, chúng ta nhiều khi chưa thoát ra. Mà cái trong cái khổ là do cái vô minh, cho nên là mình không nhận ra cái khổ. Mình nhận ở khía cạnh, mình nhận cái khổ ở khía cạnh này, nhưng mà ở khía cạnh khác mình còn vẫn thấy nó là sung sướng, vẫn còn thấy nó là hạnh phúc. Cho nên là ở như là trong kinh mà Tương Ưng Phật dạy rằng là ai mà thấy sắc ai mà vui thích đối với sắc thì người đó là vui thích với khổ, mà ai vui thích với khổ thì cái người đó không thoát khổ. Tương tự là thọ tưởng hành và thức cũng như vậy. Cho nên rằng là cái mà mình nhận về thân ngũ quẩn này đó, mình thấy khổ ở bên ngoài thôi, chứ mình chưa có cái cảm nhận hoàn toàn thấu triệt được cái sự chứng nghiệm của mình ở trong thân năm quẩn này. Và đối với Đức Phật thì Đức Phật ngày dạy rằng cái việc mà mình thấu triệt đối với thấy rõ được cái sự tập khởi và cái sự thức ăn đưa đến sự tập khởi, là sự tập khởi rồi cái sự chấm dứt tạo sự tập khởi, hay hoặc là con đường đưa đến chấm dứt tập khởi đó, thì ở đây mình chưa có cái thể chứng nghiệm. Trong mỗi cái cảm thọ ở trong đời sống về tâm thức của mình, tâm lý của mình, cũng như là mỗi cái hoạt động của thân của mình, thân và tâm, cái cảm nhận của mình nhận thấy rõ. Mà để mà thấy rõ đó thì sự thật ra thì nếu mà mình nói ở trong cái buổi ban đầu để mà mình có chánh niệm, mình ghi nhận ở trong cái sự sanh khởi, ở trong cái mỗi cái khoảnh khắc ngắn ngủi nhất của tâm lý của mình, rồi thể chất của mình, sắc pháp của mình á, thì mình giữ được cái điều đó, có chánh niệm mình thấy rõ được điều đó, thì cũng là cái mà giúp cho mình có được cái sự an lạc. Nhưng mà rồi đó thì cái nhân mà đưa đến cái khổ sầu ở trong cuộc đời này là do chúng ta có cái ngũ quẩn. Cái nhân đó chính là do cái sự khao khát, cái sự mong cầu, cái sự tìm kiếm hướng đến. Cho nên là chúng ta có hiện khởi, và hả có hiện khởi thì sẽ là có cái sự khổ sầu. Cho nên đối với điều mà Đức Phật ngày dạy ở trong tứ đế thì rõ ràng thì chúng ta cũng hiểu và cảm nhận được một phần nào ở trong cái lời dạy của Đức Phật, và chúng ta suy gẫm liên quan đến cái thân của chúng ta thì chúng ta cũng có cái cảm nhận được cái sự khổ. Và cái cảm nhận đó cũng chẳng qua là cái trí văn của chúng ta hoặc một chút suy tư, trí tư của chúng ta thôi, chứ chưa có cái sự thể nhập. Mà điều mà Đức Phật ngày ở đây đó là làm sao thể nhập được cái sự khổ qua cái sự thông qua tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, xuyên qua cái thân và tâm của mình. Thì cái điều đó mới thật sự là quan trọng để mà mình có thể có được cái sự tiến bộ trong đời sống tu tập của mình, đối với một vị hành giả tu tập. Thì con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì kính Thượng Tọa Bổ Túc Thiện, chư Tôn Đức Bổ Túc Thiện. Nam Mô Bụt Thầy Gia. Sao chú kính trân Thượng Tọa Pháp Tích. Xin hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa có nghe được không?
Nếu sư đang ở trước máy và nghe được, xin thỉnh xin tòa Hoa Kỳ trả lời cho cô tối lượng số 2. Một lần nữa xin hỏi sư tòa Pháp Đăng, sư tòa có mặt ở trước máy không? Dạ. Sư tòa Pháp Đăng, hôm nay chúng ta nói về chánh niệm hay là quán sát đối với tứ diệu đế. Và ở trong tứ diệu đế có đề cập từng phần như là tông bát chánh đạo, thì quán sát về chánh kiến, chánh tư duy v.v. Thì nếu một người trong lúc mà thọ dụng thực phẩm, chỗ ở hay là y áo thuốc men, người đó quán tưởng như thế nào, gọi là thấy được cái chánh mạng của mình, xin kính thỉnh sư tòa Pháp Đăng. Đúng. Dạ. Trong cái câu thảo luận số 2, thường tòa hỏi là khi mình tu quán sát về bát chánh đạo thì mình thấy như thế nào được gọi là chánh mạng. Thì con nghĩ rằng cái vị tỳ khu khi thọ thực vật thực đó, thì phải quán xét cái vật thực này mình có làm những cái pháp tà mạng không, mình có coi xăm coi sao coi bói coi ngày tốt xấu làm mai làm mối đưa tin đưa thư cho tanh cho che cho qua cho lại giữ trẻ, mình có làm những cái việc đó để có vật thực không? Nếu mình có làm những vật thực, có làm việc mà như là ngày Xá Lợi Phất ngày nói về, ngài trả lời cho cái vị du sĩ, nữ du sĩ mà ngài nói về không có coi tám hướng, bốn hướng chính, tám hướng phụ, thì không có coi thiên văn địa lý đó. Rồi đó là cái cách mà gọi là mình gọi là vật thực ăn mà không có tà mạng. Như vậy thì cái tà mạng là mình coi xăm, coi sao, coi bói, coi ngày tốt xấu, rồi mai làm mối đưa tin, đưa thư, cho tranh, cho tre, cho vật này, vật kia, cho qua, cho lại như vậy đó. Thì cái vật thực mà có đồ ăn như vậy đó, thì cái vật thực này gọi là tà mạng. Nhưng nếu vật thực này mà có không có liên hệ đến vấn đề này thì gọi là chánh mạng. Bởi vì chánh mạng cái vật thực, bởi vì trong luật thì hay là tôn giả Đều Quá Tá có tin, có xin với Đức Phật là chư tăng suốt đời phải đi bát, thì Đức Phật này nói không, nếu mà có ai thỉnh ra tăng cúng dường thì chư tăng vẫn được đi, chứ không phải nhất định là phải đi bát được thực. Thì như vậy những cái điều gì Đức Phật ngài nói khi mà người ta rút thăm rút thẻ đặt bát định kỳ này kia nọ đó, thì vật thực đó đến dưới một vị tỳ khưu thì vị tỳ khưu ăn nó đều là chánh mạng. Nhưng mà nếu người đó đi coi xăm coi sao coi bói rồi đưa tin đưa thư làm mai làm mối, những cái điều đó thì mình có vật thực mình ăn mình biết vật thực đó nó không có chánh mạng. Thì cái chánh mạng và tà mạng khi mình ăn vật thực đó, thì quán sát vật thực này, khi mình quán sát vật thực này nó có, và khi mình ăn xúc chạm vào thân mình trở thành vật nhòm gớm, mình ăn vật thực thì không phải như là nít nô đùa chơi giỡn phụ nữ nằm đẹp, không phải như võ sĩ để đấu có sức đấu quyền, ăn vật thực này để ngăn ngừa những cảm thọ khốc liệt. Thì khi vị tỳ khưu có cái chánh kiến để quán thấy những vấn đề đó đối với vật thực đó, thì cái vị tỳ khưu thấy cái vật thực này mình ăn uống cái vật thực này đúng, không phải do những cái pháp tà mạng. Bây giờ tà mạng là làm những nghề nghiệp như là người cư sĩ là buôn bán rượu, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc, làm cái nghề nghiệp như vậy thì cái đó cũng gọi là tà mạng người cư sĩ. Nhưng mà đối với tà mạng người xuất gia thì không làm những cái pháp tà mạng, trong đó có 26 pháp tà mạng. Mình cho nói mình coi bói coi xăm coi sao, coi quẻ, coi tốt xấu, coi hướng để coi nào, làm mai làm mối đưa tin đưa thư, thì những cái điều đó được Đức Phật gọi là cái sống không có chánh mạng. Thì như vậy thì một cái người mà khi mà có chánh kiến để quán sát cái vật thực này có đúng pháp hay không đúng pháp đó, thì vị này sẽ quán theo cái lời dạy của Đức Phật ngày dạy về chánh mạng đối với cái vị tỳ khưu lương mạng là chân chánh. Như vậy thì rất là nhiều những cái bài kinh mà chúng ta cũng nghe, như là câu chuyện mà ngài Xá Lợi Phất ngài kể cho một cái vị nữ du sĩ đó, người đó hỏi ngài dùng vật thực có phải là do bốn hướng chính không, do tám hướng phụ không, rồi do nhìn hướng trên hướng dưới không,
thì ngài đều trả lời là không, bậc thật này không có những cái tà mạng đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái vị tỳ khưu dùng dùng vật thực, khi vật thực đó phát sanh gì đó quán niệm, quán quán tập quán niệm xứ, thì đã thấy rằng cái vật thực này do cái chánh mạng này chứ không phải do cái tà mạng. Thì như vậy nên thường thường thì quý vị biết rằng chánh niệm á, là mình ghi nhận như trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ có nói đó, khi nhai nuốt nếm đại tiện tiểu tiện, khi thọ vật thực mang y mang bát, thì vị đó đều chánh niệm. Thì cái chánh niệm này đó, vị này đi đó, chánh niệm vị này thấy cái việc mà mình có vật thực sống đúng theo pháp đó, thì đó là chánh mạng. Nhưng mà khi mà không có hoặc là mình gợi ý hoặc là kia nọ đó mà có vật thực đó, thì vị đã biết như là cái đó là tà mạng. Thì quý vị cũng như những cái câu chuyện mà trong kinh nói về những cái vị tỳ khưu mà khi mình nói uống người ta cúng dường, như là nói ra người ta cúng dường, thì vị đó không có thọ dụng vật thực đó, có nghĩa là vật thực nó không có đúng pháp. Còn khi mà người ta phát tâm được bố thí cúng dường thì cái vật thực này gọi là đúng pháp. Thì ở trong cái câu thảo luận số 2 con xin trả lời như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic cho thượng tọa, nếu có gì nói thêm thì thượng tọa bây giờ xin gửi mic cái nền này với ngài. Sa thú kính trình chư tọa Pháp Đăng. Tiếp theo câu số 3 xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính hoan hỷ cho biết Đại Pháp Tính có nghe được không? Nếu Đại Pháp Tính đang ở trước máy, xin Đại Đức Pháp Tính hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3. Dạ, Đại Đức Pháp Tính, đề tài ngày hôm nay là một đề tài về pháp hành, tức là tứ đế là cái đề mục được quán sát ở trong pháp quán nghiệm xứ, tức là hành giả làm thế nào để chiêm nghiệm tứ đế ngay đối với những gì xảy ra ở thân tâm của mình. Điều này có khác biệt gì với cái sự chiêm nghiệm về tứ đế qua kinh điển không? Thí dụ như chúng ta không có tu tứ niệm xứ mà chúng ta học về tứ diệu đế, và cái mà chúng ta nhìn tứ đế ngay ở trong thân tâm của mình, hai cái khác biệt thế nào? Xin kính thỉnh Đại Đức Phật Thích. Nam mô Bụt Thầy, con xin thành kính đảnh lễ đến chúng tọa Nhất Đẳng, chúng tọa Thiên Quyền, chúng tọa Pháp Đăng, chúng tọa Pháp Tân, chúng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Bụt Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Câu số 3 được nêu lên là quán sát tứ đế ngay chính trên thân tâm của hành giả, thì có hiệu ứng là khác biệt gì với si niệm là tứ đế dựa trên kinh điển. Thì kính thưa quý vị, đối với chúng ta khi mà cái bước đầu mà chúng ta tu tập thì chúng ta phải có học, mà có nghĩa là chúng ta phải học về tứ đế. Thì tứ đế đó là một cái đề tài lớn, thật sự nó lớn thiệt, nhưng mà quý vị thấy rằng á, khi mà mình tu tập thì những cái đề tài đó nó diễn ra ở trong cái đời sống mình, ở trong giữa cái thân tâm này, chứ nó không có nằm ở ngoài, nó không có nghĩa là nó không có một cái gì mà nó xa lạ hay là nó huyền bí hết đó. Nhưng mà chỉ có rằng là do hàng ngày chúng ta bị chi phối bởi cái phiền não này hoặc là cái phiền não kia, thành ra chúng ta không có thấy được. Vậy thì một người mà muốn tu tập để mà quán sát thấy tứ đế, thì trước tiên chúng ta phải có cái sự học, hoặc là học ở đây đó thì chúng ta nên nhớ rằng chúng ta học bằng cách là chúng ta xem ở trong kinh điển là cách thứ nhất. Hai là chúng ta học bằng cái cách là chúng ta nghe về cái thuyết giảng. Vậy thì
Cái gì cũng vậy, trước tiên chúng ta cần phải có cái sự định nghĩa. Ví dụ như ở trong tứ đế, trong đó có cái gì? Trong đó có đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Thì như thế nào là khổ đế? Thì quý vị thấy rằng khổ là nói tất cả giữa cái thân này là nó sẽ là khổ. Còn nếu mà có những người đó thì nếu mà nói chung chung là người ta không có biết được, thì hoặc là nói theo cái ở trong tạng kinh, thì quý vị thấy rằng khi mà nói về tứ đế thì Đức Phật giải thích rất là kỹ. Nói về khổ đế, Đức Phật giải thích rất là kỹ. Vì già là khổ, bệnh là khổ, rồi thương phải xa, ghét phải gần, vân vân. Thì Đức Phật ngài đã định nghĩa cho chúng ta biết được là như thế nào là già. Đối với một người mà da nhăn, tóc bạc, rồi lưng nó còng, di chuyển nó khó khăn, vân vân. Thì thật sự ra đó, khi mà chúng ta học về cái điều này, chúng ta học ở trong kinh điển hoặc là chúng ta nghe thuyết pháp, thì chúng ta suy ngẫm lại, chúng ta thấy thật sự ở trong kinh nói như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta suy xét lại, chúng ta thấy khổ thiệt. Quý vị thấy già nó có khổ không? Nó rất là khổ quý vị. Khi mà chúng ta thậm chí mà chúng ta rót nước mà nó còn không có chảy vào ở trong ly, nó bị tràn ra ngoài. Hoặc là nhiều khi chính bản thân của chúng ta, khi mà mình thấy cái người già, người ta ăn cơm nó còn rớt ra ngoài, vân vân. Đó, thành ra đối với cái tất cả cái sự già nó đều là khổ. Còn cái bệnh thì nó rất là rõ rệt rồi, bệnh rất là rõ rệt rồi. Thành ra ở đây đó thì chúng tôi muốn nói rằng là đối với mình học thì thật sự ra mình có cái ý thức, mình có cái ý thức, mình biết già là khổ. Rồi mình nhờ mình học mình mới biết được cái nguyên nhân ở đâu, cái nguyên nhân ở đâu mà nó làm cho chúng ta khổ quý vị. Là do tập đế, có nghĩa là do cái sự tham ái, nó muốn cái này, nó muốn cái kia, thành ra nó mới có những cái hành động này, hành động nọ. Đó, thành ra nó sẽ cho chúng ta có cái khổ đế nữa. Nó sẽ cho chúng ta có cái khổ đế nữa. Rồi khi mà có khổ đế, có tập đế đó, thì phải có diệt đế. Có nghĩa là có khổ, có nhân sanh khổ. Rồi phải có cái con đường, phải có cái sự chấm dứt về khổ. Mà phải mà muốn có cái sự chấm dứt về khổ đó thì phải có cái con đường, để chúng ta đi ở trên cái con đường đó, thực hành theo cái con đường đó để chấm dứt là khổ. Đó, thì vậy thì lúc đầu chúng ta phải có cái sự học tập về tứ đế. Rồi chính khi mà chúng ta đi ở trên cái con đường đó, là lúc đó là chúng ta quán sát, chúng ta đang quán sát về tứ đế. Vậy thì khi mà chúng ta học rồi, rồi chúng ta quán sát đó, thì nó có cái sự khác biệt như quý vị. Khi mà chúng ta quán sát về tứ đế đó, thật sự ra đó, nó sẽ có một cái sự kinh cảm đến với cái tâm của chúng ta. Có nghĩa là hồi trước giờ chúng ta nghĩ già là cái chuyện thường tình, ai ở trên đời này không già, ai trên đời này không bệnh, ai ở trên đời này không có phiền não, vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta quán sát về tứ đế thì lúc đó chúng ta mới biết được là cái khổ đó vậy đó, nhưng mà nó có cái con đường thoát khổ, nó có cái sự chấm dứt cái sự khổ. Thì chính một bên là chúng ta thấy được cái điều đó, cái điều khổ đó, nên chúng ta khởi lên cái tâm nhàm chán. Rồi một bên thì chúng ta thấy được có cái sự chấm dứt khổ, rồi có cái con đường để mà chúng ta đi thực tập, thực hành theo để mà chấm dứt cái sự khổ. Thì chính chúng ta một bên nhàm chán, một bên chúng ta thấy được con đường này, nên chúng ta có cái tâm hân hoan, chúng ta có cái tâm hân hoan. Thành ra từ cái tâm hân hoan đó, chúng ta sẽ tu tập càng ngày nó càng phát triển, để chúng ta có một cái, cũng như là chúng ta có một cái nội lực, hoặc là chúng ta đủ một cái duyên lành để mà chúng ta chấm dứt cái sự khổ. Vậy thì quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta học trong kinh điển, giống như là một cái khung một cái thước gì đó,
để cho ta theo y đó để mà chúng ta hành. Còn khi mà chúng ta quán xét về tứ đế ở trong thân tâm của mình thì lúc đó mình sẽ thấy rõ hơn, mình thấy nó rõ hơn. Hồi lúc mà mình học ở trong kinh điển thì mình biết được với cái kinh nghiệm, với cái như là cái trí văn của mình, có nghĩa là mình biết được ở trong kinh nói là như vậy như vậy, nhưng mà khi mà mình không có quán xét thì mình không biết là cái con đường đó mình hành theo thì nó có đạt đến cái sự mà chấm dứt khổ đau hay không. Thì khi mà chúng ta có những cái tư tưởng đó thì cái hoài nghi nó sẽ khởi lên. Còn nếu mà chúng ta áp dụng vào mà chúng ta tu tập, chúng ta lấy ngay ở trên cái bản thân của mình, Đức Phật nói già là khổ, vậy có khổ thật hay không, mà những cái nguyên nhân, những cái hệ quả này là do đâu mà nó sanh khởi, do đâu mà nó sanh khởi, thì lúc đó chúng ta quán xét, chúng ta biết rằng là do cái sự tham ái, một cái muốn ước muốn cái này ước muốn cái kia, thành ra mới có những cái hành động này hành động nọ, thiện hay bất thiện, thành ra nó cho mình cái quả đau khổ đó. Thì chính khi mà chúng ta quán xét về tứ đế ở trong cái bản thân của chúng ta, có nghĩa là ở trên cái danh pháp sắc pháp này nè, thì nó sẽ khởi lên cái ý thức, mình có cái sự kinh cảm, mà hãy mà mình có cái ý thức ở bên phía này thì cái sự kinh cảm nó sanh khởi. Khi mà chúng ta nhìn lại con đường chúng ta tu tập thì chúng ta biết rằng là có cái sự chấm dứt cái khổ này, và chúng ta tiếp tục chúng ta đi ở trên cái con đường mà chấm dứt cái sự khổ đó. Thành ra cái tâm của chúng ta càng ngày nó càng hân hoan, càng ngày nó càng hoan hỷ. Thành ra chính vì vậy đó mà chúng ta mới sanh khởi cái định tâm. Từ sanh khởi cái định tâm đó thì trí tuệ của chúng ta nó mới phát sanh, để ta đoạn trừ được những cái nhân, có nghĩa là cái tập đế, cái nguyên nhân mà sanh sanh ra khổ. Thì như vậy đó, thì đến một lúc nào đó chúng ta đầy đủ cái nội lực, đầy đủ cái phước báo, thì chúng ta sẽ chấm dứt cái tất cả cái sự khổ ở trên cái thế gian này. Vậy thì đối với quán sát tứ đế ở chính cái bản thân mình là nó có hiệu ứng, là làm cho mình có một cái kinh nghiệm, một cái ý thức rõ ràng, giống như là một cái sự thật gì đó, nó hơn là khi mà mình chỉ suy tư ở trên dựa theo cái kinh điển thì không có đủ năng lực để mà mình đoạn tận khổ đau. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sao thú khí trưng đại trực phụ tức, Sư Minh Thông có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Sư Minh Thông nghe được, xin thỉnh Sư Minh Thông trả lời cho cô thảo luận số 4. Sư Minh Thông, khi mà chúng ta nói quan sát tứ đế trên thân tâm của mình thì ở trong tứ đế có diệt đế và diệt nghĩa là diệt khổ hay là niết bàn. Mình còn là phạm nhân, làm sao mình thấy được niết bàn, làm sao mình quán được sự diệt khổ ngay trên thân tâm của mình? Kính thỉnh Sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyên Thông, con tuân lệnh Sư Phụ. Có đáp án cho câu thảo luận số 4, hỏi rằng diệt đế được định nghĩa là sự diệt khổ và cũng được hiểu là niết bàn, làm thế nào để quán sát diệt đế nơi thời tâm của hành giả? Kính thưa Sư Phụ, cho câu thảo luận số 4 này cũng là cái một đề tài mà nó gọi là như là cái cốt lõi của giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để nói về tứ diệu đế. Và tứ diệu đế thì là cái điều mà Đức Phật nói là trên trần gian này đó, Ngài xuất hiện ra đời thì Ngài chỉ nói hai điều là cái khổ và cái diệt khổ mà thôi. Và muốn mà đã diệt khổ này thì Đức Phật đã giảng dạy chúng ta cái thánh đạo tám ngành. Kính thưa Sư Phụ và kính thưa toàn thể đạo tràng, nếu mà chúng ta không có biết thì khi mà nói là thánh đạo tám ngành thì chúng ta không biết học là cho thuộc. Nhưng mà con có một cái cách, thì nếu mà nói cái thánh đạo tám ngành thì trước hết mình nói là chánh kiến, chánh tư duy. Khi mình nói chánh kiến, chánh tư duy rồi, kế đó mình có ba cái chánh là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Rồi sau là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi cái chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cho nên mình nói chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là thánh đạo tám ngành.
Và cái điều này là chúng ta phải biết là cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghĩ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Hồi nãy cái cô Mẫn có post lên đó, thì tội nghiệp cổ không có cái software để mà đánh cái tiếng Pali, mà cổ đánh là đúng là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, mà cổ đánh không có dấu gì hết á. Thành ra nếu mà chư vị lát nữa con làm xong rồi con sẽ đánh lên cái tiếng Pali mà có cái dấu để cho chư Phật tử mà muốn nói là chánh kiến, chánh tư duy. Mình nói được cái chánh kiến là Samadhi rồi thì không biết là chữ Đức Thí nó có chữ hai cái chấm ở dưới hai chữ T, rồi chữ Samma thì có chữ cái dấu ngang ở trên chữ A, mà cổ không có cái phương pháp đó con của đánh. Để nay mai thì con sẽ chỉ cho con cổ để download thì thế nào cái đó để mà đánh tiếng Pali. Dạ thưa là thánh đạo tám ngành mà chúng ta phải hiểu cái nghĩa của nó. Thí dụ như chánh kiến thì hễ cái nào có chánh là có tà. Thì nếu mà có cái Samadhi thí thì nó cũng có là Amitādhi thí. Cho nên là phải biết chánh kiến là cái gì. Và khi mà chánh kiến là cái gì rồi mình thì mình sẽ thấy rằng đó, mình là phải luôn luôn có cái chánh kiến, hiểu biết cái chánh kiến. Chứ nếu mình thấy nếu mà tà kiến thì sẽ có tà mạng, tà hạnh vô rồi làm cho chúng ta sẽ đau khổ. Cho nên cái chánh kiến là mình phải thấy rõ cái chân lý trên thế gian này, mà thấy rõ cái tứ diệu đế. Cho nên là mình phải thấy là khổ đế thì mình phải là rõ ràng, và cái tập đế là cái nguyên nhân của cái khổ, là cái do cái tham ái của chúng ta, cái sân si của chúng ta đó. Thành ra chúng ta phải biết thấy rõ là cái chánh kiến là cái gì, là mình phải có cái sự hiểu biết về cái chân lý của cuộc sống, là có cái tứ diệu đế đó là Đức Phật đã giảng giải cho chúng ta, là đời là khổ. Tại sao đời là khổ? Tại vì tất cả thế gian này không có điều gì mà nó trường tồn. Nó có cái gọi là cái đời nó là vô thường. Vì nó vô thường cho nó khổ, cho nên tuổi thọ của chúng ta đâu phải như dễ hoài. Thí dụ ngó qua ngó lại, năm nay là con 81 tuổi rồi đó. Rồi 81 rồi là sau khi mà giảng giải cái này xong rồi có lẽ con ngã ngửa ra con chết. Thì cái chuyện nó cũng bình thường thôi. Một người mà sống 81 tuổi rằng thế gian này cũng hiếm thấy. Bởi vì văn chương cái câu là nhân sanh thất thọ thất thập cổ lai. Đời người, nhân sanh là đời người, thất thập là 70 tuổi, cổ lai là từ xưa đến nay, hy là hiếm có. Nhân sanh thất thập cổ lai mà con về 81 tuổi thì đã nói xong cái câu xảo luận số 4 này, ngã ngửa ra chết là chuyện nó bình thường. Vì vậy cho nên là mình phải có cái chánh kiến để thấy rõ cái diệt đế, thấy rõ cái khổ đế. Thấy rõ khổ đế là mọi vật đều là vô thường. Và vì vô thường nên cái con người ta là không muốn vô thường, muốn là như vậy hoài. Mà nếu như vậy hoài là mọi vật đều nó đứng yên là nó chết ngắt hay sao. Cho nên cái sự hiểu biết của thế gian đều là sai lầm cả. Cái mà vô thường đó là lẽ sống của chúng ta. Vô thường là tại vì con chết, con già rồi, mà nếu già khổ vậy là càng ngày vậy phải chết để có một cái thân mạng nó trẻ hơn nữa đó. Mà cái mà vô thường nó để cho chúng ta tạo cho mình một cái kiếp sống khác tốt đẹp hơn bằng cách hành động ở kiếp này, dùng cái sự hiểu biết của chúng ta về Phật giáo sống đúng hơn, cho nên kiếp sau mình có thể là đẹp trai hơn và trí tuệ hơn và sáng suốt hơn do cái hành động của chúng ta đúng đắn trong giáo pháp ở kiếp này. Vì vậy cho nên cái thảo luận cái câu số 4 này, diệt đế đã được định nghĩa là sự diệt khổ. Và sự diệt khổ đó tại vì cái khổ đó là do các tham ái. Cho nên là chúng ta phải có chánh kiến để diệt trừ đi cái tham ái trong chúng ta. Đó. Vì vậy chánh kiến và chánh tư duy. Mà trong cái chánh tư duy đó, khi mà có chánh tư duy là có tà tư duy. Tà tư duy là gì? Là nghĩ để cướp trộm ra để giết người ta. Làm nói xấu nói để mà gây chia rẽ người ta. Đó là tất cả cái suy nghĩ để làm những điều đó gọi tà tư duy. Còn chánh tư duy là người khác làm thế nào để diệt khổ, làm thế nào để mà tinh tấn tu hành, làm thế nào để thấy được cái lý thánh đế, làm thế nào để đoạn tận được tất cả những cái vô tham, vô sân, vô si trong cái tâm của chúng ta, để chúng ta hành động là đúng theo cái vô tham, vô sân, vô si đó. Vậy đó là tất cả cái đó là nếu mà có là chánh tư duy là có tà tư duy, phải mà miễn cái tà tư duy. Rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, lời nói của chúng ta mà ra đường thì mình nói những lời mà người ta không thích nghe, ra đường mà muốn nói chia rẽ người ta, đâm thọc người ta,
Cho nên là cái đó là tà ngữ. Còn chánh ngữ là mình nói những lời mà người ta thích nghe, dễ nghe, êm tai đó. Thì tất cả những cái điều đó là khi mà nói là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đó là những cái điều mà người hành giả ở đây không phải chỉ những tỳ kheo không, mà Đức Phật giảng dạy thì những tỳ kheo đó chính là tất cả những chư vị có mặt trong trần gian này. Tại sao là chúng ta là người học Phật pháp, học Phật pháp thì mà là mình mà là phải học giáo pháp Đức Phật Thích Ca. Mà giáo pháp Đức Phật Thích Ca thì con nhớ hồi đó có một cái bà là mẹ của một vị thôn trưởng trong cái thôn mà gọi là nước chảy, gọi là thủy lưu thôn. Thì bà lão đó bà thấy chư tỳ kheo 60 người đi lang thang vậy đó, bà hỏi thưa chư vị đi đâu. Thì bà biết người đi tìm chỗ mà để mà tu cái hạnh sa môn, thì bà mới nói thưa chư vị khỏi cần đi đâu cả, ở đây chúng tôi lập cho một cái nhà trọ để cho chư vị ở đó có chỗ ăn chỗ ngủ, rồi tu hành, rồi chư vị bằng lòng vậy. Cái ngày hôm sau cái bà thấy sau cái nhà trống trơn, bà tưởng mấy vị đã đi rồi. Ai ngờ cái bà hỏi thăm người ta, cái người ta nói muốn mà tụ họp lại thì phải đánh kẽn. Thì cái đánh kẽn mấy người về hỏi tại sao vậy, thì cái bà chứ tỳ kheo nói là tôi đi hành sa môn hạnh. Thì bà lão bà đâu biết sa môn hạnh là gì, bà nói bà hỏi sa môn hạnh là gì. Cái chư tỳ kheo nói là sa môn hạnh là những bài pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy cho để hành giả đó quán sát để chứng thánh quả. Thì bà mới hỏi cái sa môn hạnh đó để cho tỳ kheo xài thôi hay là người khác xài có được hay không. Mà chư tỳ kheo mới nói người nào mà tôn kính Tam Bảo, tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Đăng thì đều hành được. Thì cái chư tỳ kheo đó giảng dạy cho bà sa môn hạnh đó. Thì ai ngờ sa môn hạnh đó bà làm xong trong vòng chừng một tuần, hai tuần lễ thì bà chứng là tam quả là A-la-hán, mà và chứng luôn tứ tuệ phân tách và tha tâm thông. Thì lúc đó thì bà nhìn lại, dùng tha tâm thông bà nhìn lại, bà thấy 60 vị tỳ kheo không có ai mà chứng quả cả. Và bà biết bà tha tâm thông, cho nên bà biết thí dụ là Nguyên Thông là thích ăn beefsteak thì bà làm beefsteak cho Nguyên Thông, còn người khác thì ăn cá rô chiên hay cá bông lau gì đó. Thì bà biết tha tâm thông cho nên những người đó đều ăn uống đúng cái gu của họ, và cuối 3 tháng họ đã chứng thánh quả hết. Sau khi họ trở về họ thuật lại với Thế Tôn, là Thế Tôn hỏi này các con đi khất thực có được hay không. Thì tất những cái vị đó kể chuyện lại gặp một bà lão mà dường như tất cả những vị đó thì nói là dường như bà lão là bà có tha tâm thông, chúng con muốn cái gì trong tâm thì tự nhiên bà biết, bà thỏa mãn và giờ vậy tất cả chúng con có cái thành tựu tốt. Thì kế bên Thế Tôn lúc đó có một vị tỳ kheo nghe như vậy mới là thưa Thế Tôn cho con một bài cái casino để mà con đi đến đó. Thì cái vị tỳ kheo đó đến đó đã cũng đi học cũng vậy đã chứng thánh quả. Và bà cái ông đó vị tỳ kheo đó mới hỏi tại sao cái bà lão này mà lại tốt với tỳ kheo như vậy. Ông quán đến cái kiếp thứ 99 thì bà này trước đó là vợ của ông ta và đã ngoại tình để giết ông ta. Thì bà này bà cũng chưa thấy tha tâm thông, bà mới thấy được như vậy. Bà nói bà đã dùng thiên nhi thông, bà nói xưa ngài hãy xin ngài hãy quán thêm cái kiếp thứ 100 nữa coi. Thì lúc đó vị tỳ kheo đó quán thêm kiếp thứ 100 thì bà lão này lại là trong kiếp đó bà ta cũng là vợ ông ta và đã hy sinh mạng sống và đã cứu ông ta. Thì đó do đó lúc đó thì bà ổng thấy là ổng không có khổ sở nữa vì cái lỗi mà của bà này trong kiếp thứ 99 đã giết ông ta, và bà ta đã mãn nguyện. Và sau khi mãn nguyện thì ông ta đã niết bàn. Vì vậy cho nên cái thưa chư vị, tất cả những cái điều mà Đức Phật Thích Ca đã dạy chúng ta, mà nếu mà chúng ta học hành mà hành động một cách tinh tấn thì chúng ta sẽ đạt được cái mà cuộc đời của một người thanh niên đó muốn đạt được là chứng thánh quả, tứ quả. Vì vậy cho nên cái mà diệt đế để đạt, để
để là một cái định nghĩa về khổ đó, thì đó là con đường bát thánh, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì người hành giả này biết tất cả những điều đó và thực hành những điều đó vào trong cái tâm của chúng ta, thì nhất thiết chúng ta sẽ đạt được những điều mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy cho chúng ta. Và một điều mà con xin nhắc lại lời giảng dạy của Đức Phật, thì Ngài nói rằng một cách cúng dường cao thượng nhất đến Thế Tôn là không phải đem bông hoa, đô la hay là euro đến để đặt, mà Ngài nói rằng một cách cúng dường cao thượng nhất chính là làm theo lời Thầy dạy. Khi mà Sư Phụ Giác Đẳng và con mà đã lập lại cái lời đó thì Ngài và con đều rất rất là xúc động, vì Đức Phật Thích Ca có một lòng từ bi vô lượng. Ngài nói cúng dường Ngài một cách cao thượng nhất chính là làm theo lời Ngài dạy. Mà hãy cho chúng ta làm theo lời Ngài dạy là chúng ta đạt được những cái điều mà Ngài muốn chúng ta đạt được. Và đó là cái lòng từ bi của Thế Tôn. Và vì vậy cho con thấy là tất cả chúng ta có mặt trong room này rất là hạnh phúc đã được làm đệ tử của Ngài, và được hằng ngày được ôn tập lại những lời Ngài giảng dạy, mà chúng ta may mắn có được Sư Bá và Sư Phụ Giác Đẳng ở đây là những người mà chúng ta đã quen biết, thấy rằng đó là những bậc tôn sư, xứng đáng là một bậc tôn sư để cho chúng ta học tập theo. Kính thưa Sư Phụ, đó là những điều mà con hiểu rằng diệt đế được định nghĩa là sự diệt khổ, mà sự diệt khổ đó là qua con đường thánh đạo tám ngành, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Hễ cái gì mà chánh thì chúng ta phải thực hiện làm. Mà thực hiện làm á, hồi nãy Sư Phụ Tệ Quyền có nói là mình làm á, thì có cái sự số 7 là 7 tháng, 7 năm, 7 tháng. Đó là thời gian dài. Mà nếu có thể 7 ngày chúng ta sẽ làm là được. Bởi vì cái sự tinh tấn của chúng ta chưa đúng mức. Mà nếu mà chúng ta tinh tấn đúng mức là mà tu hành theo Phật Pháp, không phải là để đạt được cái này đạt được cái kia, mà tu hành theo Phật Pháp là xả bỏ. Nếu mà xả được cái tham là được an toàn chỗ này, xả được cái si, xả được cái sân là chúng ta sẽ chứng A-la-hán trong vòng 7 ngày hoặc là 7 tháng hoặc là 7 năm. Thưa Sư Phụ, đó là ý nghĩa của câu thảo luận số 4. Và cái câu thảo luận này chính là cốt lõi của Đạo Phật. Cốt lõi của Đạo Phật là diệt đế. Và muốn diệt đế được là phải bát thánh đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và con hy vọng rằng, con tin tưởng rằng tất cả chư vị có mặt trong lúc này đủ khả năng để làm những việc đó. Và hãy làm được việc đó là chúng ta là cung kính Đức Phật Thích Ca một cách cao thượng nhất, là hành theo lời Ngài dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trao mai là cho Sư Phụ để Sư Phụ giảng dạy thêm những bài học mới cho chư vị. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời Sư Phụ trở lại mic. Sa thú xin trực Sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, chúng tôi có một lần được nghe Ngài Pandita. Ngài là một truyền nhân của Ngài Mahasi đó. Thì Ngài Pandita, Ngài có nói về pháp quán tứ đế, và Ngài có cái ý như vậy là mặc dù khổ tập diệt đạo, nhưng mà tùy ở mỗi người đó. Có người do cái khuynh hướng nên thường quán về cái khổ, thí dụ như là có người sống hay ưu sầu hay phiền muộn hay lo lắng, thì tất cả những hiện tượng khổ đó, sầu bi khổ ưu não, thương phải xa ghét phải gần, là vị này thường quán sát. Và thay vì đối diện với đau khổ mà than thở, thì vị này dùng cái đau khổ làm cái đề quán sát. Và cũng có vị á, là có thể quán về tập đế, là nhân sinh khổ. Thí dụ như là mình trong lúc mình tu tập, mình muốn cái gì đó và do cái ý muốn đó mình bị khổ, thì vị đó thấy được. Cũng như là đệ tử A Chánh Cha có biết nhiều cái tự truyện, ở trong đó có vài tự truyện rất là thú vị. Như một vị tỳ kheo xuất gia ở tại Quách Trọng Pháp Phong, và vị đó thấy có đôi dép gọi là Birkenstock là đôi dép
sản xuất của mình đứt, và có ai ta xài rồi bỏ lại, có để trở lại trong chùa. Thì vị này thấy trong nhà kho có cái đôi dép đó, thì muốn mình xin được đôi dép đó. Dạ, tại vì không có mua ở đó, không phải xài tiền, rất muốn, rất muốn, nhưng mà không có tiền để mở lời, định là ngày hôm sau đó, sẽ nói chuyện với vị chủ kho để xin đôi dép đó. Thì thứ vị, vị này trong quyển hồi ký, trong cái tự truyện nó viết lại là chỉ cái ý muốn có đôi dép thôi, nhưng mà suy nghĩ từ trưa hôm nay cho đến tối, tối rồi đi vào giấc ngủ, rồi sáng mai thì cất thực là cũng nhớ tới đôi dép đó. Thì buổi trưa hôm đó, tức là khoảng chừng 11, 12 giờ đó, là giờ mà cái vị sư giữ kho đó là hay lên kho để dọn đồ, thì vị đi lên thì mới biết rằng đôi dép đó đã có người đã xin trước rồi, bây giờ không còn nữa. Thì vị này tâm ra thất vọng. Nhưng mà thay vì thất vọng thì vị này mới quán lại, và mới quán lại thấy rằng mình suốt 24 giờ qua đó, do cái ý muốn, và do cái ý muốn có được đôi dép mới, đôi dép tốt đó, mà cái tâm bị chi phối rất là nhiều. Và vì nó dùng cái đó làm cái đề quán về tập đế, tức là nhân sanh khổ. Thì chúng ta có rất nhiều ý muốn trong cuộc sống, muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ đó, thì cái ý muốn đó gọi là tập đế. Và cũng có vị tập trung vào cái sự quán sát về diệt đế. Diệt đế ở đây được hiểu là một thứ diệt khổ, nó có cái cách rất là tạm thời, dựa trên một trường hợp nào đó. Thí dụ như là chúng tôi nghe câu chuyện Ajahn Gavaskar đi từ Phuket lên trên Bangkok, và đi từ Bangkok, và vị này có một cái ước muốn là mình lên trên đó sẽ có một cái cuộc gặp gỡ một vị Phật tử, để kỳ vọng rằng người Phật tử sẽ giúp làm công việc gì đó. Và khi đi á, thì cái tâm kỳ vọng như vậy, và đến đó đó thì vị này thất vọng là bởi vì người Phật tử đó đã không có giúp được công việc như mình muốn. Nhưng mà vị này quan sát lại và thấy rằng cái khổ không phải là do người Phật tử đó không giúp, mà cái khổ đó là do tại ý muốn của mình. Và mình muốn rồi mình đâm kỳ vọng thì tạo ra thất vọng. Và hiểu như vậy thì vị đó không còn thất vọng nữa, mà vị này hiểu rằng cái khổ đó là do mình chuốc lấy mà thôi. Và nghĩ như vậy thì vị này rất là thanh thản, rất là nhẹ nhàng. Thì lúc đó vị này ghi nhận sự thanh thản nhẹ nhàng nó đến từ cái sự hiểu biết rằng ồ, cái khổ là do mình tự tạo lấy. Thì cái sự thanh thản đó nó là một trạng thái diệt khổ, diệt khổ tức cái nhất thời. Và nếu chúng ta nhìn ở trong đời sống đó, chúng ta trút được rất là nhiều cái gánh nặng là do sự diệt khổ mà ra. Hay hoặc giả là bát chánh đạo có thể nhìn thấy ở trong cuộc sống hàng ngày, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và những cái nỗ lực tu tập đó cũng có một cái ảnh hưởng dẫn chúng ta đến cái chỗ mà chúng ta vượt qua những khúc mắc của đời sống. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là có một vị tỳ kheo sống ở trong rừng mà y bị rách, và mỗi lần đi khất thực thì vị này cảm thấy rất là khó khăn, về mà trầm mà vá lại rất là cực khổ. Dạ, nhưng mà vị này có một lần ngồi nghĩ rằng ồ, chính cái y rách này mà biểu đựng tức là một sự tinh tấn của mình, và do sự tinh tấn vị này khoan hỷ, và từ đó trở đi vị này không có bận rộn với cái việc mà băn khoăn về cái y rách, y vá của mình nữa. Thì như vậy đó, vị này nắm vào cái mối của tinh tấn, chánh tinh tấn. Thì thưa quý vị, tứ đế mà áp dụng trong pháp hành đó, dựa trên thân tâm của mình đó, là chúng ta dựa trên sự khổ, nhân sinh khổ, diệt khổ và con đường để diệt khổ. Mấu chốt nào, điểm nào chúng ta cũng thể nắm được, quan sát được. Dù đó là cái nỗi vật vã, khó chịu gọi là khổ đế, hay là sự mong kỳ vọng tập đế, hay là một cái sự thanh thản chấm dứt đau khổ, không phải là toàn diện nhưng mà chấm dứt cái khổ mà mình đang có đó, và thì nó cũng là một thứ diệt đế. Và sự tu tập đó là đạo đế. Thì ví dụ như Đức Phật ngày dạy trong kinh Pháp Cú là ham muốn sanh lo âu, ham muốn sanh sầu muộn, không có tham muốn thì không có buồn rầu, không có sầu muộn, không có lo âu thì không sanh sầu muộn. Thì khi mà chúng ta nói tham muốn sanh lo âu,
ham muốn sanh ra sầu muộn đó, thì cái ham muốn đó là tập đế, mà lo ô sầu muộn đó là khổ đế. Mà bây giờ chấm dứt ham muốn chấm thì không có lo âu, không có sầu muộn, cái đó là diệt đế. Nhưng mà làm sao để chấm dứt đó thì cái đó là cái khéo của mỗi người. Thành ra trên một cái phương diện tu tập đó, thì thưa quý vị, tứ đế có thể được nhìn thấy, được quan sát ngay ở trong cái thực tại của đời sống, chứ không phải là chúng ta nói qua ngôn ngữ và văn tự, mà vì nó phải quan sát. Ngài Chân Giang có dạy một điều rằng mình nghe nói về một người không bằng tận mặt gặp người đó. Mình nghe nói về cái nhân sanh khổ là sự ham muốn tạo ra khổ, không bằng chính bản thân của mình đối diện với chuyện đó. Ở trong đời sống mình có cái ý muốn nào đó, mình muốn có chiếc xe hơi, mình muốn có một cái món đồ nào, mình muốn bất cứ ý muốn nào, mình lặng lặng nhìn thử cái ý muốn đó nó dẫn mình đến đâu, nó dẫn mình đến cái khổ nào. Và rõ ràng trong đời sống này, những người càng muốn nhiều thì càng khổ nhiều. Ở trên đời không có ai mà muốn nhiều và không khổ nhiều hết. Ít có ý muốn thì ít khổ, mà càng muốn nhiều thì càng khổ. Thì cái bài học đó là không phải bài học của luân lý, của đạo đức, mà bài học đó là bài học của thực tại. Mà bài học đó được hành giả quán chiếu ngay trong đời sống hàng ngày. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào Room để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Xa thu lành thay. Con Từ Mẫn, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý Ops đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc, các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên làm giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Nhã. Sapa devata sapa bhutala.
rupa ve na so ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa pang tu mangalang ra lang ra nang tu sa pali vata sa padhamma rupa ve na so ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa pang tu mangalang ra nang tu sa pali vata sa pasangka rupa ve na so ti hon tu ni ron Tạm biệt công đức đã làm, kiếp kiếp lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành nhân dân. Chúng chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây là kết thúc. Ban điều hành room Phật pháp Bố Thí Tâm Má xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai.